Wow. Hả? Bè. Em ở bên chàng nhá. Này cưng, muốn cưng cá voi với anh không? À, ủa gì vậy? Ê, trời ơi. Bự. Hả? Cô không phải nàng tiên cá. Aoi. Hả? Hàng giả? Cảnh sát người cá này, đi theo tôi. Hả? Tôi muốn gọi luật sư của tôi. Ở yên đó, đừng chớp mắt. Ha ha ha, lêu lêu. Tôi không thể ở trong tù. Có thể chứ. Người cá được tự do, mọt sách phải vào tù. Mình sẽ không thoát khỏi nơi này. Tại sao mình không phải người cá? Hả? Đây là gì? Cảm giác như chân vậy. Ôi giời ơi. Ha ha. Cứ như trong phim kinh dị. Trời. Ỉu. Hình như mình bị cúm slime. Ôi da. Thôi chết tôi rồi. Xin chào cô gái trẻ. Tôi ở đây để giúp cô trở thành nàng tiên cá. Một chiếc gương ma thuật. Nhưng tôi cần phải làm gì? Hãy ngước lên. Lên. Wow. Một cái hộp kỳ lạ. Wow, nó là thiết bị hút mụn. Để thử nào. Yay, mụn biến mất. Này, sao lại dừng thế? Không, đừng bỏ tôi anh bạn. Thiết bị ngu ngốc. Mình biết một cách khác. Gì thế anh cua đỏ? Tôi đang tuyển dụng trợ lý thủ thuật nè. Anh sẽ giúp tôi chứ? Tuyệt. Cảng của anh thật khéo léo. Eo ơi. Đừng thử với cua thật các em nhé. Tuyệt. Được rồi. Cục cuối cùng. Tôi chết hẹn rồi, tạm biệt. Hả? Thật hả? Mình sẽ tự xử vậy. Cố lên ngón tay. Cô đang làm gì thế? Hey. Ghê quá. Lỗi. Thành công rồi. Hả? Ồ, cơ hội đây rồi. Công cụ chạy trốn đâu rồi ta? Cậy khóa thôi nào. Ôi trời. Cô đang làm gì hả? Tôi làm gãy nhíp rồi. Mình cần một kế hoạch chạy trốn khác. Nhưng nhổ lông mày trước cơ đã. Aoi. Sao mấy gái xinh làm được nhở? Sao? Sao nó đỏ thế? Này tù nhân. Bữa trưa đây. Yeah, ăn thôi. Toàn đặc sản đại dương đấy. Ha ha ha. Eo ơi. Chúc ngon miệng. Cảm ơn. Khiếp, đồ phải thức ăn của người. Kiểm tra hộp làm đẹp xem sao. Wow, bộ trang điểm. Mình có ý này. Mình luôn muốn thử mẹo sành điệu này. Bắt đầu thôi. Chỉ cần chấm phấn mắt màu xanh dương lên lưới. Xong. Sao đồ mình to thế? Wow, xinh. Thế còn đồ trang trí. Trông mình sẽ rất dễ thương. Hãy tắm ngọc trai thôi nào. Này, cấm xả rác. Trời ơi, có bị phạt. Xin lỗi. Wow, nhưng tôi vẫn chưa trang điểm xong. Aha, mình biết rất nhiều cách để dùng đá quý biển. Mình sẽ thoa phấn mắt lên vỏ sò. Sau đó đặt chúng lên mắt nè. Yay, lộng lẫy. Thưa cán bộ. Sao hả? Chúng tôi có giống nàng tiên cá không? Chà, mặt thì ổn. Tóc chưa đâu. Hả? Cán bộ ơi, cứu tôi, hãy thả tôi ra. Dừng lại. Mình không tưởng tượng được nó là gì. Megan thật. Cơ hội thứ hai nè. Xin lỗi, nhưng tôi cần chìa khóa này. Đổ hầm. Dừng. Hasta la vista. Đây là đâu? Nhỏ mật sách đâu? Cô. Hả? Chào cán bộ. Không, làm ơn đừng nhốt tôi nữa mà.
Tôi sẽ khiếu nại lên tòa án La La Life. Đi mà nói với cái bồn cầu ha. Hả? Sao tóc mình lại có màu xanh? Cái quái. Má ơi, mình cứ như cây lâu nhà. Giờ thì như con poodle. Nghĩa ơi, hãy giúp ta sửa mái tóc thảm họa này. Khiếp, tôi nên gội đầu thường xuyên hơn. Wow, tóc mình đẹp quá đi mất. Người đâu mà xinh quá. Hả? Ôi không, sao lại khô như vậy? Hả? Môi của tôi. Tôi biết cách giúp cô. Hả? Cái gì? Dùng quả dừa này như thế nào? Thực ra mình biết một công thức. Trúng phóc. Làm tốt lắm bàn tay karate. Này anh bạn, cậu được chào đón đến bữa tiệc thủ công. Cậu muốn uống gì không? Hãy uống thử nước dừa đi. Bây giờ đến lượt cậu. Ngoan lắm. Khuấy đều lên nè. Chà, giống như son dưỡng vậy. Mong là hiệu quả. Wow, môi mình lại căng bóng rồi. Eo ơi, mình phải thay áo thôi. Chán quá, mình muốn đọc gì đó. Vỡ được món hời rồi. Đúng cỡ của mình. Nhưng nó quá xa mình. Đợi một xíu. Mình câu cá tuy không giỏi nhưng... Chuyện gì vậy trời? Cái quái... Cấm câu cá trong tù. Xin lỗi, trả lại cho anh nè. Trời, thật không ngờ luôn đó. Nhưng mình đã lấy được thứ này. Mình đã nghĩ ra phong cách thời trang mới. Tạm biệt quần áo xấu xí. Tiến hành cuộc cách mạng quần xịp. Xinh. Mình cần trang trí thêm. Khéo tay quá đi mất Luna. Ôi thần biển ơi, áo mới của mình đẹp xỉu. Mình đã là nàng tiên cá. Nhìn xuống đi cưng. Cái gì? Mình không có đuôi cá. Làm sao đây? Dễ thôi. Hả? Đuôi người cá? Nhưng nó nhỏ xíu. Thả nó vào nước là được. Hiểu rồi. Mình làm được mà anh bạn. Mong là cậu thích bể sục bồn cầu. Ôi trời, wow. Đuôi của mình đã lớn thật rồi. Màn tra tấn trang điểm đã kết thúc. Tôi là người cá. Cán bộ ơi. Hả? Holy mama. Cô làm sao hay vậy? Anh thả tôi được rồi chứ? Được chứ. Tự do rồi. Cảm ơn gương thần. Tạm biệt. Coi chừng. Hy vọng cô ấy sẽ không sao. Quên mất mình không có chân. Cẩn thận, thưa cô. Không đời nào. Chris gọi mình đến dự tiệc. Thật tuyệt khi trở thành người cá. Chìa khóa mở ra một ngày tuyệt đẹp là bắt đầu bằng một bữa sáng thịnh soạn. Gần xong rồi này. Ngào ngạt luôn. Bánh quế thì phải có topping chứ. Làm mưa này. Thật nhiều kẹo trang trí. Chưa gì mình đã thèm nhỏ dãi. Xin gửi lời khen đến đầu bếp. Mà chờ một xíu. Ủa, mình đâu có bỏ cái này vào trong bánh. Wow, Rachel sắp tổ chức hòa nhạc. Chỉ cho người cá. Nhìn cô ấy kìa, đẹp như nàng tiên vậy. Mình nhất định phải đến buổi hòa nhạc. La la. Nghĩa là mình phải trở thành người cá. Tớ sẽ đến với cậu, Rachel. Bên này này. Đây là phòng của tớ. Chào Timmy. Tớ không chịu đâu. Ok, đi thôi. Tớ xin lỗi về chuyện đó nhé. Nhưng tớ đã có kế hoạch cực hay. Lăn vào trong đi nào. Rock and roll, baby. Để xem có gì thay đổi không. Wow. Thành công mỹ mãn. Cứ như vật phẩm Rachel bùng nổ vậy. Hoàn hảo luôn. Hoàn hảo luôn. Ok là. Hãy.
Mùi gì thế ghê vậy? Ai đó quên không vứt rác hay sao vậy? Sắp có bữa tối rồi nhá, Jimmy. Trời, tươi quá. Jimmy! Mùi đó thoát ra từ đây này. Con xin, yêu mẹ. Cá của mẹ. Vậy đúng là thứ mình đang cần. Lấy vảy từ cá sao? Ước gì chồng mình y như này. Vậy thì biến hóa nào? Có xịn không nào? Cũng không xịn lắm. Lần cuối cậu đến gặp nhà sĩ là khi nào? Tệ lắm á. Thì không tuyệt lắm. Dù sao hãy kiểm tra đuôi. Đuổi cá? Ta chỉ có chân hôi rình. Nhưng mà sợ một xíu. Mình sẽ tự tìm đuôi mới. Bài hát hay lắm bạn yêu. Cảm ơn bạn nhiều. Xin lỗi về chuyện đó. Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm. Mình là thợ thủ công khéo tay. Nhưng đã đến lúc thực sự ra tay. Bao việc thôi. Hãy xem phép thần đây. Mình sẽ vẽ vảy này. Thế này mới giống đuôi chứ. Tiếp theo là vây. Trông ổn áp phết đấy nhỉ. Cứ như đuôi người cá thật. Giờ thì thử vào người. Không cần chiếc quần này nữa. Ok không này? Mình đã là người cá chưa? Ôi trời! Xấu hổ chết mất thôi. Không có gì mà băng dính không chữa được. Mình sẽ cần dùng thật nhiều băng dính. Vì mình đâu thể đeo dây lưng. Sao mình biết khi nào là đủ nhỉ? Xong rồi. Chiếc đuôi hoàn hảo. Đi chơi được rồi. Lên đường thôi. Từ từ nào. Hả? Phải đăng lên mới được. Hải dã man con ngan. Xin mời cô vào trong. Cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo. Đứng ở tại đó. Tôi phải nghĩ đó là người cá sao. Đừng mơ. Phản đi. Tại sao? Mình nhất định phải vào trong. Tôi không đợi được đâu anh bạn. Anh thấy bộ này sao? Chuẩn không cần chỉnh. Chả câu bằng gì cả. Làm sao đây? Câu. Đây là nhà tôi. Này, đồ trả người của tôi mà. Chuyện này thật khủng khiếp. Mình sẽ chẳng bao giờ gặp được người trong mơ. Không hề công bằng. Giúp tôi với. Khổ thân. Mình sẽ giúp cậu ấy vậy. Hả? Cái này cho tớ. Đây là gì? Rachel muốn giúp mình á? Được rồi. Kế hoạch gặp Rachel được kích hoạt lại. Nhưng làn da này không ổn. Lại bỏ vảy giả. Chàng ác quỷ đẹp trai nào kia. Đúng một đáng ghét. Bóp ra này. Đã đầy quá đi mất. Mình cần một chút dưỡng ẩm này. Có bình xịt ở ngay đây. Dễ chịu quá. Chẳng khoái thật đó. Thế sao mặt mình ngỡ ràn lên vậy trời? Mình chẳng hiểu gì cả. Ủa trời. Trời chó. Xin lỗi. Cậu dùng mặt nạ đi. Nó có chứa tinh chất rong biển. Cảm ơn. Mong nó sẽ hiệu quả. Rong biển thì tốt rồi. Mình sẽ chờ mắt một lúc cho đỡ mệt. Đỉnh của chó. Thấy không Rachel? Tất cả dành cho nàng. Wow, cảm giác thật đặc biệt. Quên phải bỏ mặt nạ ra đã. Da mình nhăn bóng rồi. Da cậu thực sự rất đẹp đấy. Tớ rất thích. Cảm ơn. Có chuyện gì vậy? Úi da. Mau tránh xa em ra. Tại hơi thở của mình xấu. Thứ này ở đâu ra vậy? Xin lỗi nhờ. Có lẽ đã đến lúc xử lý hàm răng rồi nhỉ? Răng khá là xấu nha. Thật thế hả? Đây, cậu có thể cảm ơn tớ sau. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Tớ sẽ bắt đầu nhai thử xem. Mình sẽ nhai hết luôn. Wow, vị bạc hà này. Nhưng mà nhai nhiều cũng mỏi hàm. Răng mình đã trắng chưa nhỉ? Chỉ có một cách để biết. Để xem nào. Một cục to tướng luôn này. Wow, nhìn thứ này xem. Xong rồi. Đã đến lúc tìm ra sự thật. Sao mà lắm lâu vậy?
Tớ có thể giúp cậu đó. Đó. Này, dành cho tớ à? Thật không thể tin nổi. Máy tiền lông bằng điện, đúng thứ mình đang cần. Tạm biệt lông rậm rạp. Giờ hãy chuyển sang bộ diềm ép. Từ từ. Miệng như da em bé rồi này. À, hoàn hảo. Chả gần hoàn hảo thôi. Mình có đuôi ngựa ở dưới này. Không phải hôm nay. Cậu có bao nhiêu lông vậy? Wow, hãy ngắm kỳ quan này đi. Cậu thấy thế nào này, Rachel? Cậu có một cái ấy kìa kìa. Không phải của tớ. Cầm lấy. Nặng dã man luôn. Có gì nhỉ? Không thể tin vào mắt mình. Quá trời màu đẹp ở trong này. Phải nhìn kim tuyến này xem. Wow, hôm nay gặp may rồi. Ok, vào việc thôi nào. Đi hôn bắt được cao. Thách anh hả? Chờ một chút, nhắc ở đâu vậy? Ai đấy? Bạn chờ một chút, mau đi về đồn. Đi thôi. Cậu có thích không? Khoan, tớ không thấy mặt cậu. Tớ phải đeo kính đã. Chắc vậy, nhưng còn một thứ nữa. Lại đây. Mấy thứ này thấy gớm quá. Thế này nhìn hấp dẫn hơn nhiều. Ngắm mình đi, Timmy. Wow, thấy được rồi. Và tớ thích nó. Yay, giờ cậu chỉ cần đuôi thôi. Cầm nè. Gì cơ? Tin tớ đi. Ok, cảm ơn cậu. Đây là gì? Sao kéo hoài chết vậy? Đó, chiếc đuôi của riêng mình. Thật không thể tin nổi. Vừa nhớ in. Nhưng còn áo này thì sao? Không mặc được đâu. Xịn hơn hẳn. Này, đưa tớ cái đó. Wow, mê rồi nha. Tớ đến gặp cậu đây, Rachel. Và lần này họ sẽ chở tớ vào. Vì tớ đã là người cá rồi. Cô ấy thật tuyệt vời. Xin chào mọi người. Wow, đẹp quá đi mất. Đây là buổi hòa nhạc tuyệt nhất. Mình có bỏ lỡ gì không? Tớ đây, Rachel. La la la. Ai thế? Chào cậu. Tớ rất vui vì có thể gặp được cậu. Hôn đi, thật lãng mạn. Yeah. Tình yêu đích thực của Rachel. Không được đâu nha. Hả? Chuyện gì vậy trời ơi? Mình phải chuồn khỏi đây thôi. Rachel, chuyện vừa rồi quá ngợ luôn ấy. Ôi trời. Đây là đâu? Có gì ở đây vậy? Dương làm đẹp ư? Để xem thứ này làm gì được. Giống như đổ ngoài tay cho cá. Giải pháp dành cho mụn. Hóa ra phải dùng thế này. Ôi không, ngọn núi lửa này ở đâu ra vậy? Phải bóp cục này mới được. Eo ơi, khiếp. Bóp nào. Tuyệt. Chờ đã, cái vỏ gì kia nhở? Chú cá nhỏ bị mắc kẹt trong một cục mụn khổng lồ. Chờ chút cá nhỏ à, chị sẽ cứu em. Thành công rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ thì không tệ chút nào. Mụn vẫn ở nguyên đó. Đó là gì? Em có gì cho chị? Vỏ sò làm đẹp. Oh wow, thử dán lên mụn xem sao. Màu sắc của những miếng dán này giống màu đại dương. Chúng ta sẽ biết sớm thôi liệu thứ này có hiệu quả không. Cảm giác hơi nhợt nhợt. Ôi, nhức quá đi mất thôi. Nhưng mình vẫn xấu quá. Da thì khô như sa mạc. Đúng rồi. Dương thần ơi, hãy giúp ta. Ở trong này có gì? Một thiết bị làm đẹp. Tỉnh của chóp. Hãy làm cho nó tốt hơn nữa bằng bột tẩy tế bào chết biển Caribe. Đổ lên thiết bị này.
Nhìn mà xem, màu sắc thật tuyệt. Wow, nhưng mình cần chút bọt làm mịn. Vậy là được rồi, nhỏ vài giọt là đủ. Giờ hãy chuẩn bị cho... ai đấy? Là mình. Không cần gập kính này nữa. Giờ thì nhẹ nhàng, hoa nó lên da mặt. Mình có thể cảm nhận nó lấy đi mọi chất bẩn. Xong rồi. Sạch quá. Nhưng thấy hơi căng. Da quá khô và bong chóc. Sao con gái phải chịu cảnh này chứ? Vậy hãy gọi đội cứu hộ. Đến đây, thật quý cô. Ta có thể giúp gì cho quý cô hả? Ốc sen nhỏ, giúp ta phục hồi làn da nhá. Ok, con dê. Hãy nằm xuống và để tôi lo tất tần tật. Chỉ cần một chút slime nhưng nó cực kỳ hiệu quả trên da. 30 phút sau. Cảm ơn cậu đã giúp ta nhé. Không cần khách sáo thưa quý cô. Bye bye. Tuyệt. Chả tất nhiên. Thứ này sẽ giúp da mình mềm mại hơn. Chuẩn luôn. Vào việc nào. Thật là thư giãn. Thêm tay nào. Chuẩn. Hãy thử cách này nhá. Mịn màng như mông em bé. Ôi không, mình có mắt gấu trúc. Trông cứ như một bà già. Đây là gì, dương thần? Ok, ta sẽ mở. Không chắc về thứ này, nhưng cứ thử vậy. Chẳng có gì cả. Hay là... cuối cùng nó cũng mở ra. Ok. Chắc là phải dán ở đây. Đúng rồi, thêm một cái ở mắt còn lại. Và cái này ở đây hả? Hoàn hảo. Mình sẽ đọc sách trong lúc chờ. Thú vị đấy. Tỉa lại cây một xíu này. Selfie. Đến lúc bóc nó ra rồi. Muốn xem kết quả quá đi thôi. Ta-da. Hoàn hảo. Gì đó? Trời đất, nhìn mình giống như con quỷ. Dương thần, đúng thứ mình cần rồi. Cứng rắn lên nào. Ôi tía má ơi, sao mình nhiều lông quá vậy? Và còn nữa, hãy giúp con thần linh ơi. Trời đất ơi, khi nào mới kết thúc? Cuối cùng cũng thoát khỏi con quỷ lông dài. Em ơi, Jimmy, hoàng tử của lòng em, chúng mình sẽ sớm ở bên nhau. Tình yêu em dành cho anh sâu như biển cả. Nhìn mình vẫn chán lắm. Mình cần trang điểm lột xác để hấp hồn chàng ấy. Thật may mẹ đã chỉ dạy cho mình một vài cách cải trang để thoát khỏi con người xấu xa. Chọn các màu nhạt sao cho giống các sinh vật biển. Nhẹ nhàng chấm lên da. Đó. Xinh. Khuôn mặt có vảy xinh ơi là xinh. Mình có một ý tưởng. Chúng ta cần gì đó khác biệt. Họa tiết khác lạ và kết cấu màu này rất hài hòa với nhau. Màu xanh nè và hồng cho những người bạn san hô. Wow, đẹp dã man. Này, cẩn thận. Cậu có muốn uống gì đó không? Ai đấy? Cậu. Có chứ, cậu sẽ uống. Cảm ơn. Chờ một chút. Đây là một mẹo rất hay phải không? Mong rằng môi mình sẽ đỏ mọng như trái anh đào. Quá, y như mình mong đợi. Eo ơi. Eo. Không thể tin mình bẩn như thế này đấy. Đúng thứ mình cần. Việc này có hơi đáng sợ đó nha. Cẩn thận. Không lường trước được thứ này luôn. Một viên ngọc trai nhỏ rất phù hợp để làm phụ kiện. Ngọc trai nhỏ, những bông hoa nhỏ, hãy tắm cho ta bằng sắc đẹp. Thần chú tạo nên phép màu nè. Khoan, tay mình. Làm ơn đừng là sự thật. Mình phải làm gì đó thôi. Dương thần ơi. Tuyệt,
cần gì ở trong này cũng có. Ok, để thử cái này trước. Ai mà cần đi spa để dưỡng bàn tay cơ chứ. Xong, sạch và mịn. Tuyệt vời ông mặt trời, nhưng chưa xong đâu. Mong là hiệu quả. Để rồi xem. Găng tay, rất thú vị. Giống như nén hơi lạnh cho bàn tay. Đã đến lúc vén màn. Wow, nó còn đẹp hơn những gì mình tưởng tượng. Hả? Cứ vỏ gì kia? Một số con người ác độc lại đang cố bắt mình. Thật không thể tin nổi. Chờ chút, đã đến lúc niệm thần chú. Sợi len bằng bông. Boom. Wow, áo xinh đấy. Oh, mình cần tạo nên dấu ấn từ biển cả. Yeah. Tất nhiên mình sẽ đeo vỏ sò. Wow, mình phục mình quá cơ. Oh trời, những thứ này là gì hả trời ơi? Thật là khủng khiếp. Mong là thứ này khắc phục được. Oh, cây phủi bụi bằng lông vào nhiệm vụ. Quét một lần là sạch. Thật ấn tượng. Oh, kim tuyến. Nếu như mình chỉ... Cơn mưa kim tuyến bà con ơi. Gần xong rồi. Oh yeah, kim tuyến lúc nào cũng đẹp. Giờ đến bước cuối. Oh, mình đã sẵn sàng. Cảm ơn Dương Thần. Wow, wow. Nữ hoàng của ta đâu? Vỏ ốc. Hình như có tiếng gì đó. Ở trong này sao? Wow, nó chuyển động. Chào. Rachel. Chào Timmy. Wow, nhìn nàng khác quá. Ta đang kiếm hoàng hậu. Nàng nghĩ sao? Dạ. Hoàn hảo. Này, không. Xavi là tuyệt nhất. Cô ấy là nữ hoàng kiên cá duy nhất trong đại dương sâu thẳm. Bạn thân ơi. Chào nàng ấy. Dạo này em thế nào? Wow, mái tóc đó. Oh, anh ấy đẹp trai quá. Đừng có mà mơ. Chào cưng, hôn anh đi. Vâng ạ. Yeah. Em đến đây. Mà chờ một chút. Sao lại có vây? Mình cũng có luôn. Chúng mình là người cá. Yay. Mọi giấc mơ đều thành sự thật. Vây của mình đâu? Không, không phải chân. Mình vẫn là Barbie. Với đôi chân ngu ngốc ngày xưa. Ước gì mình được làm nàng tiên cá. Nhìn cậu mới đẹp làm sao. Và không có chân. Đúng rồi. Nhiệm vụ nàng tiên cá đã bắt đầu. Trước tiên là vây. Tạm thời dùng đôi này cũng ổn. Màu này tươi tắn quá nè. Wow, băng dính chính là thứ mình đang cần. Vậy là chúng đã dính vào nhau. Chuẩn, thật xịn sò phải không nào? Đẹp hơn các ngón chân nhiều. Mình có thể tưởng tượng vây cùng cục cưng của mình. Đời hồi quá. Khiếp. Thật á? Không. Ai mà thèm đuôi giả. Mình cần một nhà thiết kế. Này. Cứ hót đi. Tôi đến ngay đây. Có chuyện gì? Có cần đuôi? Đuôi nàng tiên cá. Rất chỉ là thú vị. Để xem tôi có thể làm gì. Nhưng phải đo cái đã. Ok, có rồi. Cỡ số 7. Không ở đây nữa. Ok đấy. Tôi sẽ cần chút kim sa. À không, nhiều chứ. Cứ như thế. Cô đã có đuôi nàng tiên cá. Tuyệt vời ông mặt trời. Khoan đã. Tôi có thể làm cho nó đẹp hơn nữa. Này, anh xem đi. Tôi mượn nó được không? Đẹp xỉu. Ủa? Chuẩn không cần chỉnh. Gì nữa? Một chiếc áo nhỏ dễ thương. Làm gì bây giờ? Chán òm. Khoan đã. Wow, kiểu gì cũng tím bầm cho cõi. Gì thế? Một chiếc cần câu. Hay. Mình có thể dùng nó. Có vỏ sò nào không nhỉ? Hình như có nè.
Cố lên. Ôi không, mình phải làm gì với cái này? Ghê quá. Hãy thử lại lần nữa. Hình như câu được gì đó. Bingo. Là la. Wow, và đúng cỡ của mình. Thêm một chút màu sắc và chúng sẽ hoàn hảo. Này, sao anh vào được đây? Chờ đã ấy, Barbie. Vâng. Mặt em bị sao vậy? Đỏ mắt quá. Mình cần trắc điểm. Hay là dùng quấn tất? Nó làm mình nhớ đến một điều. Mau nộp hết tiền ra đây. Xin đừng hại tôi. Đây, cầm đi. Xin nhá. Dễ thương ghê. Bắt đầu thôi nào. Chút phấn má màu hồng này. Cưng quá. Chắc sẽ đẹp lắm đây. Thế không? Xin chào, vậy tôi đẹp. Chuẩn. Mình vẫn còn thiếu gì đó. Tất nhiên rồi. Cẩn thận cho qua nào. Sao hàng đặc biệt đây? Kim cương thật đấy hả? Mổ thôi á. Giờ thì có nhiều rồi. Mặt mình sẽ tỏa sáng. Giống như tiểu thư tỷ phú. Và... mình có làm lỗ không? Mình đã làm gì chứ? Ok, ổn hơn rồi. Wow, sủi ma sủi ma. Vừa đủ lấp lánh và chói lóa. Quá lộng lẫy. Về kìa, tớ được truyền cảm hứng. Mình cứ như nàng tiên cá thực thụ. Ngoại trừ đôi môi này. Đôi môi mềm của em đi. Nghiêm túc đấy hả? Môi gì mà khô ráp thế kìa. Còn lâu. Không thể được. Mình sẽ bơm môi căng mọng. Đã có gì thay đổi chưa? Chả. Nhìn vẫn chả có gì hấp dẫn. Dùng chai không ổn. Mấy chai bự cũng thua. Mình phải làm quyết liệt hơn. Một chai siêu bự cho môi siêu căng. Xong. Ôi không, mình đã đi quá xa. Mình cần phải giảm sưng ngay. Dễ chịu ghê. Thật là nhẹ nhõm. Vừa đủ căng mọng. Nhìn là muốn hôn. Làm sao để có được mái tóc giống cô ấy. Đẹp quá đi. Tội nghiệp, khổ thân. Phòng con như cái chuồng lợn. Xin lỗi mẹ. Gì kìa? Một cuốn tạp chí thời trang. Để xem nào. Có quá trời màu để chọn nè. Không, không phải màu đen. Bingo, màu đỏ chiến thắng. Lại giặt đồ nữa, ngạc nhiên ghê. Chờ cái đã. Xuất sắc. Trong này cũng rộng rãi ạ. Khoan, chưa bật mà. Dừng lại. Cái quái gì thế? Hả? Nhanh hơn là đi salon nhiều chứ. Mẹ thích không? Ủa, khăn trắng của mẹ thì sao? Thật kinh dị. Nàng tiên cá này cần ăn nhẹ. Mình sẽ đặt gì đó về nhà. Quá dễ dàng. Đồ của cô. Nhanh như chớp. Hy vọng vẫn còn nóng. Xinh quá. Phù hợp với nữ hoàng burger. Chỉ còn một việc cần làm. Mau lại đây nào. Rất mọng nước. No rồi. Cậu cũng no rồi ha. Xong xuôi. Nhưng tự nhiên không thích nữa. Vậy là xong. Vỏ sò này cả nhà ơi. Chúng là công cụ trang trí tốt nhất. May mà mình có vô số đồ dùng ở đây. Mình còn có cả sao biển. Cái quái. Mình tự sản xuất ra ngọc trai hả? Cho vào đây. Một công thức dưới nước hoàn hảo. Phù hợp cho công chúa người cá. Hãy xem nè. Vương miện này hợp phong cách của mình hơn. Ai là nàng tiên cá nào? Vừa như in luôn nha. Này, có đúng như mình nghĩ không nhỉ? Những chiếc móc này rất linh hoạt. Chỉ cần vẻ thật nhẹ và khéo léo là mình đã có trang sức cực xinh cho đôi tai. Nhưng còn nữa. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Tấm nhựa màu đỏ này hợp đây. Và thêm cái móc thứ hai. Trông y hệt như cái vây cá. Nhưng dành cho tai. Không thể quên đi kèo. Rắc kim tuyến đâu cả nhà ơi. Sau đó lắc nhẹ cho sạch là xong. Và đẹp quá đi mất thôi.
Và wow, mấy viên đá xinh quá. Và làm cả đôi chứ. Ai đấy? Giả bánh pizza đây. Wow, em lộng lẫy như một nàng tiên. Đó có phải là vây thật không? Nàng tiên cá thực thụ. Thật không thể tin được. Hôn anh đi. Cứ tưởng anh sẽ không hỏi. Oh yeah. Tuyệt thật đấy. Ôi không, bụng của mình đang lớn lên. Mình có bầu rồi. Cứu. Xong. Lau, lau nào. Giữ vệ sinh nhé. Ôi, mẹ của mình kìa. Hãy chơi với mẹ nào. Số 1. Lại nữa sao? Không tốt cho trái đất nhưng cần thiết cho bụng của mình. Mang thai sẽ có hiện tượng như vậy sao? Rửa tay một lần nữa. Ôi trời, được rồi. Giờ thì đến số 2. Và số 1 lần nữa. Cứu đúc nè. Quả là cuộc sống hào nhoáng của nàng tiên cá mang bầu. Buồn sợ quá. Ai ở trong đó? Giống như bị mắc kẹt trong cuộc chạy tiếp sức. Bao giờ mới xong đây? Cho mẹ nghỉ đi con yêu. Thôi, nhẹ cả người. Làm gì mà lâu thế? Sao anh không dùng bên này? Nè, nhà vệ sinh nam. Khoan, có cân à? Thử kiểm tra cân nặng nào. Em bé sẽ không nặng lắm nhỉ? Hả? Mình không thấy. Bụng mình to quá. Mình quá bự. Mình có ý này. 2 năm học thể dục cuối cùng cũng được đền đáp. Nên cân nào. Vẫn còn khỏe lắm. 100 cân. Cái gì? Wow, con cá khổng lồ. Đúng rồi. Để xem thế này có ổn hơn không. Nước biển lúc nào cũng mát lạnh. Ôi, nhanh nào. Một chút xíu nữa thôi. Tuyệt, giờ mình nặng bao nhiêu cân? 10 cân. Yay. Thế mới chuẩn. Một ngày tuyệt vời. Hãy thư giãn nào. Mùi gì vậy? Không phải mùi của mình chứ. Hả? Nó phát ra từ những bông hoa. Trời ơi, mùi ghê quá. Thứ này sẽ giúp trung hòa không khí ở đây. Một vài giọt nước hoa đất tiền của mình. Ôi trời đất ơi, mùi còn mời cô ăn nhẹ nữa. Đến giờ rồi, đói bụng quá. Yêu ơi, mùi như rác. Thật đã. Khoan. Chà. Mình không thoải mái với chuyện này. Thơm quá. Ôi, tuyệt. Kỳ quặc ghê. Mùi như thiên đường. Được rồi. Mình bị ám ảnh với tất. Thật thư giãn. Cảm ơn. Không có chi, thưa cô. Đến giờ tắm, con rửa sạch mọi bụi bẩn nhé. Tôi không thích tắm. Dừng lại. Bỏ tôi ra. Gì nữa con yêu? Mẹ ơi, con muốn ăn. Con muốn gì cũng được mà. Con tôi muốn ăn gì đó. Vâng thưa cô, đồ ăn sẽ có ngay. Snack của cô đấy. Wow, cảm ơn anh. Kinh cảm quá. Không. Không, không muốn thứ này. Vậy con muốn gì ạ? Con yêu, con muốn ăn gì? Con muốn sandwich, bánh mì, và mắt, và xăm bông. Ôi, được thôi, có sandwich nè. Món sandwich đặc trưng của mẹ đấy. Con sẽ thích cho coi. Nhiều phô mai, xăm bông. Nhìn hấp dẫn quá đi. Thêm kem mẹ ơi. Được thôi bé con, bao nhiêu kem cũng được. Thật nhiều kem cho con. Và sô-cô-la. Mưa sô-cô-la. Cho bé con ăn nào. Không, thế ghê quá mẹ ơi. Con không thích nó. Con rất tức giận. Vào, cho con ra. Ôi không, con mình sắp ra đời rồi. Chúng ta cần đến bệnh viện ngay. Y tá. Được rồi, giận đi, giận. Tôi đang giận. Ôi, em bé sắp ra rồi. Ôi, trời đất. Chào mừng đến với thế. Mẹ ơi, chào đằng ấy. Em bé bị sao vậy? Đứa bé quái đản lắm. Ý cô là sao? Nhìn đi. Ôi, con yêu dễ thương xỉu. Xin thứ lỗi, mình đi về nhà thôi con yêu. Chuyện gì thế này?
À, đúng là nghiệp dư. À, vậy sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Ôi, lạnh quá. Dùng cái đấy mà nhìn thấy em bé à? Đừng lo lắng, mọi thứ đều rất ổn nha. Y tá, đây là gì? Này, sao con lại nghịch thế? Thì thôi. Sắp ra rồi. Xin con đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Giờ thì dặn mạnh nhé. Ôi trời, lẽ ra không nên nhìn. Lại nữa, vậy thì mình phải vượt cạn một mình. Tới đây, bình tĩnh nhé, Chloe. Bỏ tới đây. Đừng có mà mơ. Cậu, đồ phản bội. Đây. Không, không, làm ơn, đừng làm vậy. Bắt lấy. Đã được rồi, mặt bé đâu? Ôi, người đâu mà đẹp trai quá, giỏi ca nè. Và lúc đấy anh kiểu chuyển bóng cho tôi và bùm. Mình tốt hơn cô ta. Anh ấy chỉ cần thấy mình. Bỏ mỹ. Hai Ken. Xin lỗi bà vì nàng thì cá tốt hơn. Kệ cô ta. Ồ, anh ấy thích là cá hơn. Mình sao thế này? Hả? Đôi chân. Phải, đúng là như vậy. Không thử thách nào có thể ngăn cản mình. Nhưng mình cần phải làm gì? Nếu muốn trở thành nàng tiên cá, cậu sẽ cần một cái đuôi. Ồ, hy vọng sẽ không đau. Nhưng cậu nói đúng, bắt đầu thôi. Đầu tiên thay giày đã nè. Chân trèo sẽ hoạt động tốt hơn nhiều. Giờ thì đến băng dính. Dán kín luôn nè. Tuyệt. Và giờ mình cần một thứ sáng bóng. Từ đây. Cái này không được. Đây mới là thứ mình cần. Cứ đổ hết lên đây. Càng nhiều càng tốt. Đẹp và sáng bóng. Xong. Một cái nữa. Không. Bây giờ trông mình thật lộng lẫy. Hả? Cậu cần làm cho đuôi hợp với áo ngực. Áo ngực á? Được rồi. Và mình có thể dùng gì nhỉ? Có vẻ ngọt ngào đấy. Hãy thử cắn hoa nào. Không, cũng không đẹp lắm. Chúng ta có gì ở đây? Phong cách tạp chí màu vàng. Không. Các bạn nhỏ của tôi cũng không. Làm sao đây? Thật khó để... Ồ, cái gối xinh quá. Mặc thử xem nào. Hoàn hảo. Màu xinh lại xanh điệu. Nhưng còn mái tóc, nàng tiên cá nào cũng có mái tóc sáng màu bồng bềnh. Vậy thì chọn màu nè. Xanh lá. Không. Cam cũng không. Màu vàng. Có vẻ đẹp hơn nhưng không. Đó. Chuẩn sẽ hợp đấy. Mình chỉ cần với tới cái máy. Đây rồi nè. Bỏ chiếc thắt đỏ vào đây. Nhét tóc vào nữa. Và khởi động máy. Chà, cũng đáng thử mà. Wow. Và quần áo. Úi da. Không phải tớ đâu nhé. Được rồi nè. Chỉ cần lau sạch hết. Úi. Đâu, đâu mất rồi. Mình phải lấy lại mặt. Trở lại rồi nè. Nhưng mình vẫn không giống nàng tiên cá. Được rồi, mình sẽ đánh chút phấn mắt. Và đặt vỏ sò lên hai mắt. À-ha. Kết quả thật tuyệt vời. Ôi, cái bụng tôi. Mình chỉ cần gọi đồ ăn thôi. Đồ của người cá. Cốc cốc, giao hàng nàng tiên cá. Ôi, nhanh thật. Chúng ta có gì nào? Cá. Eo ơi, tanh quá đi. Nhưng mà thật ra làn da sáng bóng này sẽ rất hợp với khuôn mặt của mình. Đội cái này vào. Chọn màu phấn phù hợp. Và đánh nhẹ nhàng ở trên lưới.
phải thật cẩn thận. Cởi nó ra, vậy là xong. Sởi ma, sởi ma. Thế gì đây? Ngọc trai, đỉnh quá chớp. Thêm một xíu nè. Wow, trang trí bằng ngọc trai quá lộng lẫy. Ao, gì vậy trời? Một lá thư. Cứu. Ô, thôi kệ đi. Mình sẽ uống nước thôi vậy. Ôi Ken, các gì anh thuộc về em? Được, người đàn bà. Hả? Cái này thì sao? Ow, môi tôi. Nhưng cũng không tệ nha. Giờ thì đánh thử săn môi xem sao. Chỉ một ít thôi. Thoa son nè. Và voilà. Xinh quá nè. Khoan, bông tai. Mình cần đeo bông tai. Vậy thì tự làm. Chọn hình dạng đã nè. Thêm các chi tiết nàng tiên cá. Và dàn nó lại với nhau. Phải thật cẩn thận. Và thêm ngọc trai và kim tuyến. Sắp xong rồi đấy. Nhìn một lượt đào. Một và hai nè. Ưng quá đi mất. Wow. Mình trông giống nàng tiên cá rồi. Yay. Cậu có thích diện mạo của tớ không? Cậu thật xinh đẹp. Ken đang đợi đấy. Yes. Cậu cậu. Khoan, ai đến vậy nhỉ? Giao hàng nàng tiên cá. Hả? Tôi đâu có đặt hàng. Mà đợi một chút, giọng nói này có phải... Wow, Barbie, hôm nay em xinh đẹp quá. Ôi, Ken. Barbie. Chưa gì đã đến giờ phải dậy rồi à? Mình ngủ như khúc gỗ. Chào buổi sáng. Dậy chuẩn bị thôi nào. Bắt đầu với làn da trắng như ngọc. Bạc hà nè. Bữa sáng của nhà vô địch. Và thật nhiều cà phê. Ngon bá cháy. Còn trang phục hoàn hảo. Ủa, có chuyện gì thế? Thấy nhột nhột nha. Trong này hôi quá. Wow, đây là ở đâu nhỉ? Ồ, oh, hi Ken. Cô đang làm gì đây hả? Tên là Timmy. Tránh ra. Wow, nơi này thật kỳ diệu. Wow, mình không còn ở ngôi nhà trong mơ nữa. Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Ok, chào. Cậu là ai? Khiếp. Cậu giống hệt búp bê của tớ. Không thể tin nổi. Là Barbie. Mọi người ơi, đến xem nè. Wow, thật luôn. Wow, đôi giày xinh quá. Wow, tóc cậu đẹp quá. Cậu xinh đẹp tuyệt vời. Xem dưới váy cậu ấy đi. Xin lỗi, tớ phải đi đây. Nhưng Barbie, chờ đã. Không được đi. Đừng đuổi theo tớ Barbie. Nữa. Bắt lấy. Khoan, hình như mình bị lạc rồi. Lại đây. Wow. Ken. Cầm lấy. Hình như ở trong này. Cậu có thấy Barbie không? Không, xin lỗi. Hả? Dọn dẹp thôi. Bẩn thần đấy. Xíu thì lộ. Chắc chắn rồi. Tớ nhớ quần áo cũ. Wow. Đẹp hơn nhiều phải không? Nghe này, chúng mình cần phải ra khỏi đây. Nhanh lên, đi nào. Xin chào, Barbie đâu rồi? Vào trong đi. Người đâu mà lịch lãm quá. Ở lại đây nhé. Ok. Wow, chào bạn. Cái cậu này bị khùng hả? Em đang làm gì thế? Xin chào. Hả? Có gì đó lạ lắm. Xem nào, một loại chất nhầy màu nâu. Ra là sô-cô-la. Vui quá. Cắt đuôi được họ rồi. Nhưng cậu vẫn phải trốn. Ôi.
Nam Hiền nhé, được chứ? Ta không có nhiều thời gian. Anh ơi, em về rồi. Ê, gì thế? Em vẽ bậy gì đấy? Jimmy, trời thôi, thế nào? Được rồi, Barbie không đâu. Không đâu. Lát nữa anh chơi cùng được không nào? Vâng. Đến lượt em. À, con nhỏ nghịch ngợm quá. An toàn rồi. Sợ hết hồn con trồn. Tớ phải gọi cho bác sĩ. Cậu mới nói bác sĩ hả? Chẳng có ai cả. À, xin chào. Có ai không? À, xem TV có gì hay không? Tin nóng đây. Barbie người thật đã được tìm thấy tại trường trung học La La. Nếu bạn có thông tin về cô ấy, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại bên dưới. Trời, cậu lên TV kìa. Cậu đúng là... Barbie. Người thật đấy. Taxi của tớ đến rồi. Bye. Khoan, cậu không vào đó được đâu. Nó quá nhỏ so với cậu. Không dùng được sao? Barbie, nó sẽ ổn cả thôi mà. Tớ muốn về nhà cơ. Khoan, tớ có cách giúp cậu vui lên. Mình nhớ ngôi nhà trong mơ. Mùi gì vậy? Wow, mùi này thơm quá. Trái cây ngon. Tớ có thể ngửi cả ngày. Wow, ngon quá đi. Tớ không thấy buồn nữa. Tớ mua pizza này. À, cậu đang làm gì thế? Cậu có muốn thử không? Không, tớ có đồ ăn này. Wow, thấy không? Nhìn thú vị ghê. Phô mai à? Một bữa tiệc thịnh soạn. Xịn quá. Khoan, cậu phải cắn một miếng rồi nhai. Thấy không? Cắn nó vào nhai. Wow, tớ chưa bao giờ ăn món gì như thế này cả. Cứ như có tiệc trong miệng tớ vậy. Tớ đang bơi trong nước sốt. Thêm phô mai. Đỉnh luôn. Món bánh ngon nhất quả đất. Barbie. Wow, ngon bá cháy bạ chết. Tớ chẳng bao giờ muốn ngừng ăn. Nữa. Nữa. Gì? Nhưng tớ chỉ có mỗi một miếng. Ngon hết sảy gan bà bảy. Ui, bụng của tớ bị sao vậy trời? Cảm giác như tớ sắp nổ tung. Tớ gọi đó là em bé thức ăn. Đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu. Ta-da. Gì vậy? Mà dùng nó như thế nào? Cậu cần phải dặn, cố lên. Dặn? Ừ, tớ biết rồi. Hình như có hiệu quả. Wow. Barbie, xong chưa? Tớ cảm thấy khỏe hơn rồi. Cậu ị à? Ok, thôi kệ đi. Tớ có một bất ngờ cho cậu, sẵn sàng chưa? Wow, hãy nhìn quần áo này đi, cứ như thiên đường vậy. Và mọi thứ đều có màu hồng. Tuyệt vời. Tớ muốn thử mặc hết đồ ở đây. Trước tiên, bộ màu hồng baby rất hợp để đi biển. Bắt lấy. Còn chiếc váy lụa quý phái này, nhìn sang chảnh chanh xả dã man. Hoàng đồ kiểu năng động thể thao. Cậu thấy thế nào? Trời ơi, chán quá. Chắc cậu ấy tìm được rồi. Nữa hả? Mua sắm thả gà hả? Chắc là đủ rồi đấy. Đang này. Chào mọi người. Các cậu ít nói quá nhỉ? Thô lỗ. Nhưng mình đã nghĩ ra một ý. Sẽ vui lắm cho mà xem. Barbie, cậu ở đâu? Lạ quá. Barbie. Tớ đây này. U là trời. Hả? Mặc đồ tông sở tông thì tạo dáng cùng nhau nè. Đúng không? Ok, cũng vui đấy. Đi nào. Được rồi. Nhưng tớ cần mua vài đôi giày mới. Cứ ngồi ngay đó. Để tớ tìm cho cậu vài đôi. Nào, mang ra đây. Cô có thích đôi nào không? Ôi wow, dễ thương quá. Giày cao gót. Không, đôi này đẹp hơn. Tìm tớ đi, đeo thử vào. Thôi nào, nhét chân vào. Sẽ vừa mà. Chỉ một chút xíu nữa thôi. Không biết có phải cỡ của tớ không? Cố lên. Coi chừng. Xít thì tôi. Đưa cho tớ. Cậu sẽ giết tôi đấy. Nhưng cảm ơn quý khách đã ghé. Tiền mặt hay thế. Đắt cắt cổ luôn. Để tớ trả. Tiền mặt à. Yeah. Tạm biệt. Tạm biệt.
cặp đôi dễ thương quá. Mà chẳng có chút tên mặt bao bì hả? Không thể tin nổi, cướp trắng trợn luôn. Ai đó gọi cho cảnh sát giùm tôi. Cứu tôi với, đời tôi kết thúc rồi. Nhà thân yêu, chiều này đi chơi vui quá, gì nữa nhỉ? À, còn tùy vào số tiền mà tớ có. Chuẩn, tớ biết. Tớ sẽ mang đến cho cậu một bất ngờ. Bất ngờ hả? Tắt đèn à? Xin chào, có ai ở nhà không? Ai đó? Màn đèn bị sao vậy? Xin chào. Ôi, chờ một chút, là búp bê không đầu. Tội nghiệp Barbie. Ôi sao mà quá trời vậy, thật kinh dị. Ôi không, điều này sẽ không xảy ra với mình. Quả bóng. Em gái của Timmy. Hi. Đúng rồi. Hi Barbie, hãy chơi nào. Barbie, tớ về rồi. Cái quái, chị lấy giúp em hũ đường. Timmy, cậu về rồi. Em còn muốn uống trà không? Không, cảm ơn. Không sao cả, em ra ngoài chơi nhé. Ừ, được chứ. Cảm ơn anh, vui thật đó. Tất nhiên rồi. Bye. Bye nhá. Con bé đã thay đổi nhiều. Nhìn kìa, bé để quên Barbie. Ôi, hi Barbie. Hi Ken. Chà, nhìn mà xem. Gì cơ? Ngồi xuống. Hả? Đến lượt cậu được nâng chiều rồi. Ngồi chắc nha. Cậu đã làm gì tóc tớ vậy? Tớ thấy khác bọn hẳn. Nhìn cậu đẹp trai lắm. Đây là nhà tớ. Wow. Cậu có muốn tớ vào thế giới của cậu không? Nếu cậu muốn, tớ rất vui được mời cậu. Vậy thì... Tớ rất muốn biết nơi cậu sống. Tớ rất vui. Vào đi. Đây là thế giới của tớ. Tuyệt. Ở ngoài này thích quá. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Britney. Này, tìm thấy rồi, ở đây nè. Thật khúc thật thiên đường. Barbie, chúng tôi yêu bạn. Ôi không, hay, từ từ thôi. Rất vui được gặp bạn. Không, tóc tôi. Nhóm fan này làm mình phát điên. Không thể sống thế này. Mình ghét sự nổi tiếng này. Cô ấy đi Barbie đâu rồi? Đằng kia kìa. Đi thôi. Cô ấy biến mất hả? Xin chào, cậu giúp tớ được không? Không đời nào, cậu thực sự là Barbie à? Cậu thật xinh đẹp. Cả cậu nữa. Khoan, thôi kệ đi, cứ ở cạnh tớ nhé. Vâng, ở đây không? Cô ấy đi đằng kia. Barbie, họ đi chưa? Họ không hề biết mình ở đó. Nhưng quá đủ rác rồi. Cảm ơn, hôi quá nè. Khoan, cậu có phải ở đây không? Vào phòng đi. Cậu có thích không? Đừng bận tâm đến đồ Barbie. Tớ sẽ xẻ hết xuống. Khoan, đừng nhìn qua bên đó. Cậu thích tường màu hồng nhỉ? Không còn attic nữa. Sao cũng được, ổn tớ thôi. Tớ sẽ gỡ hết xuống, đừng lo lắng. Cái này chặt quá. Gì thế? Đừng trực tiếp à? Tin nóng hổi, Barbie mất tích. Tin nóng hổi, Barbie được nhìn thấy lần cuối ở gần bể bơi. Nghỉ mây phía Tây Bắc. Vâng, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm Barbie. Chào mẹ. Và sẽ tìm thấy cô ấy. Còn gì khác đang xảy ra trên thế giới không? Là ai đấy nhỉ? Để xem nào. Vậy lại sao? Ken, cậu nói đi. Được rồi. Ken. Barbie, em ở đâu? Đừng gọi cho em nữa. Tạm biệt. Em ấy cứ làm quá lên. Không dùng điện thoại nữa, đói quá. Nhưng máy cậu. Ôi, có gì ngon ở đây không? Có sữa nè. Ok, uống sữa nào. Đấy, một ly thật bự. Cũng ly. Rất tươi. Thơm ngon quá. Chẳng biết mình vừa xem cái gì nữa. Nhưng tớ đang nghĩ đến pizza. Đây rồi, mổ nhà hàng tớ thích đấy. Mình ăn bánh phô mai trước đi. Tớ sẽ dạy cậu nhé. Há miệng ra. Giờ thì cắn. Làm tốt lắm Barbie. Tiếp tục đi. Gì nữa? Nghiêm túc đấy hả? Tớ phải chỉ cậu mọi thứ sao? Cậu nhai.
một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa. Hiểu chưa? Bây giờ nuốt được chưa nào? Rất tốt. Tôi không biết. Ôi wow, hết sảy cơm bà bảy. Tôi sẽ ăn tất cả pizza. Miệng mình nhai nhanh đến mức nào. Cậu thích là được rồi. Ăn hoài cũng không chán. Gì đây? Thú vị. Tôi thích nó. Nhưng mà nghĩ lại, còn cậu ấy đã ăn một quả ớt. Trứng của tôi. Trứng chín rồi, các con ăn đi nhé. Cảm ơn. Ồ, không có gì đâu mẹ. Không tin nổi cậu làm thế. gì? Im đi, mình ghét thứ này. Trời ạ, à, mình ngủ như khúc gỗ. Mình thấy rất giả phải. Hôm nay quả là đẹp trời, mình đã mơ rất đẹp. Chào buổi sáng. Trước tiên nè, đến giờ đi tắm rồi. Nghe có vẻ rất thú vị. Mệt dã man. Sa phòng này thơm ngào ngạt. Không chịu nổi. Đánh răng trắng tinh nào. Tớ phải đi rồi. Ý hay đấy, tớ phải đi vào lớp. Tớ sẽ đi cùng cậu. Thật à? Không biết nữa. Có thể là cậu không? Cho tớ sợ tóc tớ nha. Tớ nhào vào đây. Mẹ cậu lắm. Không. Được rồi, thế này không đi được. Đây. Oh wow. Được rồi, chọn trang phục nào. Ôi quá trời quần áo nè. Ok là. Cậu nghĩ bộ này thế nào? Tớ yêu màu hồng đỗ. Chà. Để xem. Next. Thôi đã. Rồi. Bộ này thì sao? Cậu có thích không? Thôi nào. Không. Kén chọn quá. Được rồi, một bộ nữa thôi. Ta-da, đây là bộ tớ thích nhất. Barbie, chắc chắn là không rồi. Mặc đi. Thật hả? Đây nữa. Wow. Không có màu hồng. Chỉ cần một thứ nữa. Đấy. Wow. Chuẩn không cần chỉ. Tớ giống như công chúa màu tím. Tuyệt. Nhưng vẫn phải đối phó với phần này. Bye màu hồng. Đã đến lúc đổi đồ mới. Chân cậu có bẻ được hướng nào khác không? Cũng như bị đông cứng. Cậu đang làm gì thế? Tớ đang cố làm phẳng chân. Yes. Được rồi nè. Không. Không chịu bàn chân bè đâu. Hỏng mất rồi. Danh tính thực sự của tớ. Đeo giày này bước đi kiểu gì? Đi đi Barbie, di chuyển đôi chân. Cố lên, cố lên. Úi xa. Em chào thầy ạ. Tụi em ngồi được không ạ? Về chỗ. Ồ tuyệt, vẫn kịp giờ. Barbie. Cậu ấy đâu rồi? Ôi không. Hai Ken. Đừng gọi thầy như thế nữa. Ngồi xuống. Hai Ken. Cái gì? Ken là ai? Tôi là Chris. Thôi nào Barbie. Chẳng chịu học đâu. Sao mãi mà không chịu ngồi? Nghĩ xem nào. Ôi, nhìn cậu ấy quen quá. Có phải Barbie không? Phải không? Không có gì, chỉ muốn chào cậu thôi. Việc này cực kỳ lạ lùng. Cứ như sinh đôi. Cậu có chết không đấy? Đừng hòng qua mắt tớ. Ở đây thực sự rất đáng nghi. Cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì hết. Cậu hơi quá lố đó mà ơi. Để tớ nhìn mắt cậu. Rất vui được gặp cậu. Tất nhiên cậu không phải là Barbie. Barbie xinh đẹp hơn rất rất nhiều. Nhỉ? Khoan, gì thế? Đó là mã vạch Barbie. Mình có thể thấy. Chuyện này là thật sao? Để tớ xem đã nhé. Mã của cậu ở đâu đây? Nhìn kìa. Ở ngay đây. Nhưng ngay mà. Mọi người ơi, Barbie này. Hả? Thật ra thì đúng rồi. Tạm biệt. Cậu ấy thực sự làm thế sao? Chờ chút. Mau bắt lấy Barbie. Thôi nào. Dừng lại ngay. Tưởng mình nhanh lắm hả? Thầy sẽ đi trước. Nghiêm túc đấy hả? Không, chúng mình còn chờ gì nữa. Thôi không, nhanh lên. Đi 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 đi. Barbie, chờ đã. Chúng tớ yêu cậu. Nhanh vào đây. Lỡ nhìn thấy mất rồi. Barbie, Barbie, chờ đã. Hy vọng phòng này không có ai. Không. Hãy đến và đi bồn cầu nào. Chúng tớ yêu cậu Barbie. Nhảy lên các bạn ơi. Nhảy lên mấy kịp. Đừng di chuyển.
cuối cùng cũng bình yên. Tớ không muốn làm Barbie nữa. Nhưng rất vui mà, cậu được mọi người chú ý nhiều. Thế mà vui hả? Mà chờ một chút, em ấy trông khá giống cậu. Cậu đang nói gì vậy? Tớ đã sẵn sàng thoát khỏi mớ rác rồi này. Tớ có một ý tưởng. Bắt đầu với đôi giày cao gót nhỏ xíu này. Có hiểu không? Bắt đầu nè. Được rồi. Dễ thương xỉu. Muốn đeo thử vào rồi. Vừa như in luôn. Chưa gì tớ đã cảm thấy lộng lẫy. Nên tớ sẽ cần luyện tập thêm. Ui, ngã mất thôi. Không. Đáng lẽ mình phải lường trước được. Quần áo kìa. Chờ một chút. Chỉ tớ thấy hai da cậu cực kỳ đáng yêu. Ê, nhìn nè. Đẹp quá đấy mất. Đi nào. Ồ, ý cậu là gì? Lên nào. Yeah. Đó là Barbie. Thật không cậu thể tin được. Người ở nơi này. Cậu làm được mà. Cố lên. Có lẽ là vì trông mình quá xinh đẹp. Giày cao gót này ổn đấy. Nhưng mình vẫn đang cố làm quen. Kêu. Có ai thấy không vậy? Úi, cậu giúp tớ với. Phải đăng lên mới được. Thật quá đáng. Tớ sẽ giúp cậu. Nhanh nào, mình sẽ ra khỏi đây. Ok, được. Cứ chờ quả báo đấy. Ôi trời đất ơi, tớ thực sự làm những chuyện đó. Có nghe câu gieo nhân nào gặt quả nấy chưa? Tôi nguyền rủa mấy người, tất cả luôn. Có lẽ họ sẽ quên. Chà, chúng tôi sẽ không bao giờ quên, Barbie. Tớ xinh là được rồi. Cảm ơn. Yeah, bữa tiệc tuyệt vời nhất đại dương. Wow, cuối cùng cũng vào được club người cá. Cố đừng gây rối nhé, Luna. Ôi trời ơi. Chờ tôi ra khỏi đây. Tôi không giỏi lặn đâu. Nhìn kìa. Cô ấy có chân. Ôi da. Megan. Megan. Ôi không. Mọt sách, cô đã bị bắt giữ. Hả? Tôi muốn gọi luật sư của tôi. Yên đó. Đừng chớp mắt. Ha ha ha. Lêu lêu. Tôi không thể ở trong tù. Có thể chứ. Người cá được tự do, mọt sách phải vào tù. Mình sẽ không thoát khỏi nơi này. Tại sao mình không phải người cá? Hả? Đây là gì? Cảm giác như chân vậy. Ôi giời ơi. Ha ha. Cứ như trong phim kinh dị. Trời. Ew. Hình như mình bị cúm slime. Ôi da. Thôi chết tôi rồi. Xin chào cô gái trẻ. Tôi ở đây để giúp cô trở thành nàng tiên cá. Một chiếc gương ma thuật. Nhưng tôi cần phải làm gì? Hãy ngước lên. Lên. Một cái hộp kỳ lạ. Wow, nó là thiết bị hút mụn. Để thử nào. Yay, mụn biến mất. Này, sao lại dừng thế? Không, đừng bỏ tôi anh bạn. Thiết bị ngu ngốc. Mình biết một cách khác. Gì thế anh cua đỏ? Tôi đang tuyển dụng trợ lý thủ thuật nè. Anh sẽ giúp tôi chứ? Tuyệt. Cảng của anh thật khéo léo. Eo ơi. Đừng thử với cua thật các em nhé. Tuyệt. Được rồi. Cục cuối cùng. Tôi chết hẹn rồi. Tạm biệt. Hả? Thật hả? Mình sẽ tự xử vậy. Cố lên ngón tay. Cô đang làm gì thế? Hey. Ghê quá. Lỗi. Thành công rồi. Hả? Cơ hội đây rồi. Công cụ chạy trốn đâu rồi ta? Cậy khóa thôi nào. Ôi trời. Cô đang làm gì hả? Tôi làm gãy nhíp rồi. Mình cần một kế hoạch chạy trốn khác. Nhưng nhổ lông mày trước cơ đã. Aui. Sao mấy gái xinh làm được nhở? Sao? Sao nó đỏ thế? Này tù nhân. Bữa trưa đây. Yeah, ăn thôi. Toàn đặc sản đại dương đấy. Ha ha ha. Eo ơi. Chúc ngon miệng. Cảm ơn. Khiếp, đâu phải thức ăn của người.
kiểm tra hộp làm đẹp xem sao. Wow, bộ trang điểm. Mình có ý này. Mình luôn muốn thử mẹo sành điệu này. Bắt đầu thôi. Chỉ cần chấm phấn mắt màu xanh dương lên lưới. Xong. Sao đồ mình to thế? Wow, xinh. Thế còn đồ trang trí. Trông mình sẽ rất dễ thương. Hãy tắm ngọc trai thôi nào. Này, cấm xả rác. Trời ơi, có bị phạt. Xin lỗi. Wow, nhưng tôi vẫn chưa trang điểm xong. Aha, mình biết rất nhiều cách để dùng đá quý biển. Mình sẽ thoa phấn mắt lên vỏ sò. Sau đó đặt chúng lên mắt nè. Yay, lộng lẫy. Thưa cán bộ. Sao hả? Chúng tôi có giống nàng tiên cá không? Chà, mặt thì ổn. Tóc chưa đâu. Cán bộ ơi, cứu tôi, hãy thả tôi ra. Dừng lại, dừng lại. Mình không tưởng tượng được nó là gì. Megan thật. Cơ hội thứ hai nè. Xin lỗi, nhưng tôi cần chìa khóa này. Đổ hầm. Dừng. Hasta la vista. Đây là đâu? Nhà mật sách đâu? Cô. Chào cán bộ. Không, làm ơn đừng nhốt tôi nữa mà. Tôi sẽ khiếu nại lên tòa án La La Life. Đi mà nói với cái bồn cầu ha. Sao tóc mình lại có màu xanh? Cái quái. Má ơi, mình cứ như cây lâu nhà. Giờ thì như con poodle. Nghĩa ơi, hãy giúp ta sửa mái tóc thảm họa này. Khiếp. Tôi nên gội đầu thường xuyên hơn. Wow, tóc mình đẹp quá đi mất. Người đâu mà xinh quá. Ôi không, sao lại khô như vậy? Môi của tôi. Tôi biết cách giúp cô. Cái gì? Dùng quả dừa này như thế nào? Thực ra mình biết một công thức. Trúng phóc. Làm tốt lắm bàn tay karate. Này anh bạn, cậu được chào đón đến bữa tiệc thủ công. Cậu muốn uống gì không? Hãy uống thử nước dừa đi. Bây giờ đến lượt cậu. Ngoan lắm. Khuấy đều lên nè. Chà, giống như son dưỡng vậy. Mong là hiệu quả. Wow, môi mình lại căng bóng rồi. Eo ơi, mình phải thay áo thôi. Chán quá, mình muốn đọc gì đó. Vỡ được món hời rồi. Đúng cỡ của mình. Nhưng nó quá xa mình. Đợi một xíu. Mình câu cá tuy không giỏi nhưng... Chuyện gì vậy trời? Cái quái... Cấm câu cá trong tù. Xin lỗi. Trả lại cho anh nè. Trời, thật không ngờ luôn đó. Nhưng mình đã lấy được thứ này. Mình đã nghĩ ra phong cách thời trang mới. Tạm biệt quần áo xấu xí. Tiến hành cuộc cách mạng quần xịp. Xinh. Mình cần trang trí thêm. Khéo tay quá đi mất Luna. Ôi thần biển ơi, áo mới của mình đẹp xỉu. Mình đã là nàng tiên cá. Nhìn xuống đi cưng. Cái gì? Mình không có đuôi cá. Làm sao đây? Dễ thôi. Đuôi người cá. Nhưng nó nhỏ xíu. Thả nó vào nước là được. Hiểu rồi. Mình làm được mà anh bạn. Mong là cậu thích bể sục bồn cầu. Ôi trời, wow. Đuôi của mình đã lớn thật rồi. Màn tra tấn trang điểm đã kết thúc. Tôi là người cá. Cán bộ ơi. Holy mama, cô làm sao hay vậy?
anh thả tôi được rồi chứ? Ờ, được chứ. Tự do rồi. Cảm ơn gương thần. Tạm biệt. Ồ, tạm coi chừng. Hy vọng cô ấy sẽ không sao. Quên mất mình không có chân. Cẩn thận, thưa cô. Không đợi nào, Chris gọi mình đến dự tiệc. Thật tuyệt khi trở thành người cá. Chìa khóa mở ra một ngày tuyệt đẹp là bắt đầu bằng một bữa sáng thịnh soạn. Gần xong rồi này. Ngào ngạt luôn. Bánh quế thì phải có topping chứ. Làm mưa này. Oh yeah. Thật nhiều kẹo trang trí. Chưa gì mình đã thèm nhỏ dãi. Xin gửi lời khen đến đầu bếp. Mà chờ một xíu. Ủa, mình đâu có bỏ cái này vào trong bánh. Wow, Rachel sắp tổ chức hòa nhạc. Chỉ cho người cá. Nhìn cô ấy kìa, đẹp như nàng tiên vậy. Mình nhất định phải đến buổi hòa nhạc. La la. Nghĩa là mình phải trở thành người cá. Tớ sẽ đến với cậu, Rachel. Bên này này. Đây là phòng của tớ. Oh, chào Timmy. Tớ không chịu đâu. Ok, đi thôi. Tớ xin lỗi về chuyện đó nhé. Nhưng tớ đã có kế hoạch cực hay. Lăn vào trong đi nào. Rock and roll, baby. Để xem có gì thay đổi không. Wow, thành công mỹ mãn. Cứ như vật phẩm Rachel bùng nổ vậy. Hoàn hảo luôn. Hoàn hảo luôn. Ok là. Hãy. Mùi gì thế ghê vậy. Ai đó quên không vứt rác hay sao vậy. Sắp có bữa tối rồi nhá Timmy. Trời, tươi quá Timmy. Mùi đó thoát ra từ đây này. Con xin. Yêu mẹ. Cá của mẹ. Vậy đúng là thứ mình đang cần. Lấy vảy từ cá sao? Ước gì chồng mình y như này. Vậy thì biến hóa nào. Có xịn không nào? Cũng không xịn lắm. Lần cuối cậu đến gặp nhạc sĩ là khi nào? Tệ lắm á. Thì không tuyệt lắm. Dù sao hãy kiểm tra đuôi. Đuôi cá? Ta chỉ có chân hôi rình. Nhưng mà chờ một xíu. Mình sẽ tự tìm đuôi mới. Bài hát hay lắm bạn yêu. Cảm ơn bạn nhiều. Xin lỗi về chuyện đó. Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm. Mình là thợ thủ công khéo tay. Nhưng đã đến lúc thực sự ra tay. Bao việc thôi. Hãy xem phép thần đây. Mình sẽ vẽ vảy này. Thế này mới giống người chứ. Tiếp theo là vây. Trông ổn áp phết đấy nhỉ. Cứ như đuôi người cá thật. Giờ thì thử vào người. Không cần chiếc quần này nữa. Ok không này. Mình đã là người cá chưa? Ôi trời. Xấu hổ chết mất thôi. Không có gì mà băng dính không chữa được. Mình sẽ cần dùng thật nhiều băng dính. Vì mình đâu thể đeo dây lưng. Sao mình biết khi nào là đủ nhỉ? Xong rồi. Chiếc đuôi hoàn hảo. Yeah. Đi chơi được rồi. Lên đường thôi. Từ từ nào. Hả? Phải đăng lên mới được. Hải dã man con ngan. Xin mời cô vào trong. Cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo. Đứng ở tại đó. Tôi phải nghĩ đó là người cá sao. Đừng mơ. Phản đi. Tại sao? Mình nhất định phải vào trong. Tôi không đợi được đâu anh bạn. Anh thấy bộ này sao? Chuẩn không cần chỉnh. Chả câu bằng gì cả. Làm sao đây? Đây là nhà tôi. Này, đồ chờ người của tôi mà. Chuyện này thật khủng khiếp. Mình sẽ chẳng bao giờ gặp được người trong mơ. Không hề công bằng. Giúp tôi với. Khổ thân. Mình sẽ giúp cậu ấy vậy. Hả? Cái này cho tớ. Đây là gì? Rachel muốn giúp mình á? Được rồi. Kế hoạch gặp Rachel được kích hoạt lại. Nhưng làn da này không ổn. Lại bỏ vảy giả. Chàng ác quỷ đẹp trai nào kia. Đúng mồm đáng ghét. Bóp ra này. Đã đầy quá đi mất.
Mình cần một chút dưỡng ẩm này. Có bình xịt ở ngay đây. Ồ, dễ chịu quá. Chẳng khoái thật đó. Thế sao mặt mình ngứa ràn lên vậy trời? Mình chẳng hiểu gì cả. Ủa trời. Trời chó. Xin lỗi. Cậu dùng mặt nạ đi. Nó có chứa tinh chất rong biển. Cảm ơn. Mong nó sẽ hiệu quả. Rong biển thì tốt rồi. Mình sẽ chờ mắt một lúc cho đỡ mệt. Đỉnh của chó. Thấy không Rachel? Tất cả dành cho nàng. Wow, cảm giác thật đặc biệt. Quên phải bỏ mặt nạ ra đã. Da mình nhẵn bóng rồi. Da cậu thực sự rất đẹp đấy. Tớ rất thích. Cảm ơn. Có chuyện gì vậy? Úi da. Mau tránh xa em ra. Tại hơi thở của mình xấu. Thứ này ở đâu ra vậy? Xin lỗi nhờ. Có lẽ đã đến lúc xử lý hàm răng rồi nhỉ? Răng khá là xấu nha. Thật thế hả? Đây, cậu có thể cảm ơn tớ sau. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Tớ sẽ bắt đầu nhai thử xem. Oh yeah, mình sẽ nhai hết luôn. Wow, vị bạc hà này. Nhưng mà nhai nhiều cũng mỏi hàm. Răng mình đã trắng chưa nhỉ? Chỉ có một cách để biết. Để xem nào. Một cục to tướng luôn này. Wow, nhìn thứ này xem. Xong rồi. Đã đến lúc tìm ra sự thật. Sao mà lắm lâu vậy? Tớ có thể giúp cậu đó. Thật đó. Này, dành cho tớ à? Thật không thể tin nổi. Máy tiền lông bằng điện. Đúng thứ mình đang cần. Tạm biệt lông rậm rạp. Giờ hãy chuyển sang bộ diềm ép. Từ từ. Miệng như da em bé rồi này. Hoàn hảo. Chả gần hoàn hảo thôi. Mình có đuôi ngựa ở dưới này. Không phải hôm nay. Cậu có bao nhiêu lông vậy? Wow, hãy ngắm kỳ quan này đi. Cậu thấy thế nào này, Rachel? Cậu có một cái ấy. Cái kia. Không phải của tớ. Cầm lấy. Nặng dã man luôn. Có gì nhỉ? Không thể tin vào mắt mình. Quá trời màu đẹp ở trong này. Phải nhìn kim tuyến này xem. Wow, hôm nay gặp may rồi. Ok, vào việc thôi nào. Đi hôn bắt được cao. Thách anh hả? Chờ một chút, nhắc ở đâu vậy? Ai đấy? Mà chờ một chút, mau đi vào đồn. Đi thôi. Cậu có thích không? Khoan, tớ không thấy mặt cậu. Tớ phải đeo kính đã. Chắc vậy, nhưng còn một thứ nữa. Lại đây. Mấy thứ này thôi gớm quá. Thế này nhìn hấp dẫn hơn nhiều. Ngắm mình đi, Timmy. Wow, thấy được rồi. Và tớ thích nó. Yay, giờ cậu chỉ cần đuôi thôi. Cầm nè. Gì cơ? Tin tớ đi. Ok, cảm ơn cậu. Đây là gì? Sao kéo hoài chết vậy? Đó, chiếc đuôi của riêng mình. Thật không thể tin nổi. Vừa nhớ in. Nhưng còn áo này thì sao? Không mặc nữa đâu. Xịn hơn hẳn. Này, đưa tớ cái đó. Wow, mê rồi nha. Tớ đến gặp cậu đây, Rachel. Và lần này họ sẽ sợ tớ vào. Vì tớ đã là người cá rồi. Cô ấy thật tuyệt xin vời. Xin chào mọi người. Wow, đẹp quá đi mất. Đây là buổi hòa nhạc tuyệt nhất. Mình có bỏ lỡ gì không? Tớ đây, Rachel. La la la. Ai thế? Chào cậu. Tớ rất vui vì có thể gặp được cậu. Hôn đi, thật lãng mạn.
Tình yêu đích thực của Rachel không được đâu nha. Chuyện gì vậy trời ơi? Mình phải chuồn khỏi đây thôi. Rachel, chuyện vừa rồi quá ngựa luôn ấy. Ôi trời. Đây là đâu? Có gì ở đây vậy? Dương làm đẹp ư? Để xem thứ này làm gì được. Giống như đổ ngoài tay cho cá. Giải pháp dành cho mụn. Hóa ra phải dùng thế này. Ôi không, ngọn núi lửa này ở đâu ra vậy? Phải bóp cục này mới được. Eo ơi khiếp, bóp nào. Tuyệt. Chờ đã, cái vỏ gì kia nhở? Chú cá nhỏ bị mắc kẹt trong một cục mụn khổng lồ. Chờ chút cá nhỏ à, chị sẽ cứu em. Thành công rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ thì không tệ chút nào. Mụn vẫn ở nguyên đó. Đó là gì? Em có gì cho chị? Vỏ sò làm đẹp. Thử dán lên mụn xem sao. Màu sắc của những miếng dán này giống màu đại dương. Chúng ta sẽ biết sớm thôi liệu thứ này có hiệu quả không. Cảm giác hơi nhợt nhợt. Ôi, nhức quá đi mất thôi. Nhìn mình vẫn xấu quá. Da thì khô như sa mạc. Đúng rồi. Dương thần ơi, hãy giúp ta. Ở trong này có gì? Một thiết bị làm đẹp. Tỉnh của chóp. Hãy làm cho nó tốt hơn nữa bằng bột tẩy tế bào chết biển Caribe. Đổ lên thiết bị này. Nhìn mà xem, màu sắc thật tuyệt. Wow, nhưng mình cần chút bọt làm mịn. Vậy là được rồi. Nhỏ vài giọt là đủ. Giờ hãy chuẩn bị cho... ai đây? Là mình. Không cần cặp kính này nữa. Giờ thì nhẹ nhàng xoa nó lên da mặt. Mình có thể cảm nhận nó lấy đi mọi chất bẩn. Xong rồi. Sạch quá. Nhưng thấy hơi căng. Da quá khô và bong chóc. Sao con gái phải chịu cảnh này chứ? Vậy hãy gọi đội cứu hộ. Đến đây, thật quý cô. Ta có thể giúp gì cho quý cô hả? Ốc sen nhỏ giúp ta phục hồi làn da nhé. Ok, con dê. Hãy nằm xuống và để tôi lo tất tần tật. Chỉ cần một chút slime nhưng nó cực kỳ hiệu quả trên da. 30 phút sau. Cảm ơn cậu đã giúp ta nhé. Không cần khách sáo thưa quý cô. Bye bye. Tuyệt. Chả tất nhiên. Thứ này sẽ giúp da mình mềm mại hơn. Chuẩn luôn. Vào việc nào. Thật là thư giãn. Thêm tay nào. Chuẩn. Hãy thử cách này nhá. Mịn màng như mông em bé. Ôi không, mình có mắt gấu trúc. Trông cứ như một bà già. Đây là gì Dương thần? Ok, ta sẽ mở. Không chắc về thứ này, nhưng cứ thử vậy. Chẳng có gì cả. Hay là... cuối cùng nó cũng mở ra. Ok. Chắc là phải dán ở đây. Đúng rồi, thêm một cái ở mắt còn lại. Và cái này ở đây hả? Hoàn hảo. Mình sẽ đọc sách trong lúc chờ. Thú vị đấy. Tỉa lại cây một xíu này. Selfie. Đến lúc bóc nó ra rồi. Muốn xem kết quả qua đi thôi. Ta-da. Hoàn hảo. Gì đó? Trời đất, nhìn mình giống như con quỷ. Dương thần, đúng thứ mình cần rồi. Cứng rắn lên nào. Ôi tía má ơi, sao mình nhiều lông quá vậy? Và còn nữa, hãy giúp con thần linh ơi. Trời đất ơi, khi nào mới kết thúc? Cuối cùng cũng thoát khỏi con quỷ lông dài. Em ơi. Jimmy, hoàng tử của lòng em, chúng mình sẽ sớm ở bên nhau. Tình yêu em dành cho anh sâu như biển cả. Nhìn mình vẫn chán lắm. Mình cần trang điểm lột xác để hấp hồn chàng ấy.
Thật may mẹ đã chỉ dạy cho mình một vài cách cải trang để thoát khỏi con người xấu xa. Chọn các màu nhạt sao cho giống các sinh vật biển. Nhẹ nhàng chấm lên da. Đó. À, xinh. Khuôn mặt có vẻ xinh ơi là xinh. Ồ, mình có một ý tưởng. Chúng ta cần gì đó khác biệt. Họa tiết khác lạ và kết cấu màu này rất hài hòa với nhau. Màu xanh nè và hồng cho những người bạn san hô. Wow, đẹp dã man. Này, cẩn thận. Cậu có muốn uống gì đó không? Ờ, ai đấy? Ôi, cậu. Có chứ, cậu sẽ uống. Cứ tự nhiên. Cảm ơn. Chờ một chút. Đây là một mẹo rất hay phải không? Mong rằng môi mình sẽ đỏ mọng như trái anh đào. Quá, y như mình mong đợi. Eo ơi. Ao chị, eo. Không thể tin mình bẩn như thế này đấy. Đúng thứ mình cần. Việc này có hơi đáng sợ đó nha. Cẩn thận. Không lường trước được thứ này luôn. Một viên ngọc trai nhỏ rất phù hợp để làm phụ kiện. Ngọc trai nhỏ, những bông hoa nhỏ hãy tắm cho ta bằng sắc đẹp. Thần chú tạo nên phép màu nè. Khoan, tay mình. Làm ơn đừng là sự thật. Mình phải làm gì đó thôi. Dương thần ơi. Tuyệt, cần gì ở trong này cũng có. Ok, để thử cái này trước. Ai mà cần đi spa để dưỡng bẩn tay cơ chứ. Xong. Sạch và mịn. Tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng chưa xong đâu. Mong là hiệu quả. Để rồi xem. Gần tay. Rất thú vị. Giống như nén hơi lạnh cho bàn tay. Đã đến lúc vén màn. Wow, nó còn đẹp hơn những gì mình tưởng tượng. Hả? Cứ vợ gì kia? Một số con người ác độc lại đang cố bắt mình. Thật không thể tin nổi. Chờ chút. Đã đến lúc nghiệm thần chú. Sợi len bằng bông. Boom. Wow, áo xinh đấy. Mình cần tạo nên dấu ấn từ biển cả. Yeah. Tất nhiên mình sẽ đeo vỏ sò. Wow. Mình phục mình quá cơ. Trời. Những thứ này là gì hả trời ơi? Thật là khủng khiếp. Mong là thứ này khắc phục được. Cây phủi bụi bằng lông vào nhiệm vụ. Quét một lần là sạch. Thật ấn tượng. Kim tuyến. Nếu như mình chỉ... Cơn mưa kim tuyến bà con ơi. Gần xong rồi. Kim tuyến lúc nào cũng đẹp. Giờ đến bước cuối. Mình đã sẵn sàng. Cảm ơn Dương Thần. Nữ hoàng của ta đâu? Vỏ ốc. Hình như có tiếng gì đó ở trong này sao? Nó chuyển động. Chào. Rachel. Chào Timmy. Wow, nhìn nàng khác quá. Ta đang kiếm hoàng hậu. Nàng nghĩ sao? Dạ. Hoàn hảo. Này, không. Xavi là tuyệt nhất. Cô ấy là nữ hoàng tiên cá duy nhất trong đại dương sâu thẳm. Chuẩn bị nàng tiên cá nè. Nhanh thôi. Lợn. Nước mắt dễ chịu quá. Ai thấy cá cưng của ta không? Ta thấy tốt không? Rất đáng yêu. Bạn nuôi cá. Đến chào nào. Tụi mình chơi cùng nhau nhé. Baby của cậu không phải người đi cá. Đi chỗ khác mà chơi. Không, Baby của mình. Xem họ làm gì em kìa. Chị sẽ biến em thành nàng tiên cá đẹp nhất. Hôi quá, em cần phải đi tắm. Nhưng tìm nước ở đâu đây? Có rồi nè. Được rồi, nó nặng hơn mình nghĩ.
mấy bông hoa ngớ ngẩn này đang cản đường. Lấy ra vòng nào. Rất nhiều luôn. Hoa oải hương, hoàn hảo. Mình cần có nước tắm bẩn ngay lập tức. Đẹp quá đi mất thôi. Giống như một tác phẩm xà phòng vậy. Và chẳng có gì đẹp đẽ về thứ bụi bẩn ở đây. Sẵn sàng tắm chưa nào? Em sẽ thích cho coi. Sẵn sàng. Đến lúc rồi. Và chúng ta sẽ lặn xuống. Chúng ta sẽ bật chế độ cao nhé. Vui quá đi mất. Có vẻ như chúng ta cần thêm bọt. Không thành vấn đề. Hãy nhìn kìa. Mình muốn cả căn phòng tràn ngập bong bóng. Bám chặt vào Barbie. Đủ rồi nè. Ôi trời. Vào sâu quá mà. Sạch sẽ chứ nè. Ôi trời đất. Đưa em ra ngoài đi. Wow, Barbie sạch sẽ rồi. Chúng ta bắt đầu chơi thôi. Xem nào. Em thơm lắm. Nhưng lại hơi đơn điệu. Có muốn chị làm cho em lộng lẫy hơn không? Ồ, biết rồi nè. Đi nào bạn gấu. Tớ rất cần bạn. Hoặc áo của bạn. Bạn không phiền phải không? Nhiệm vụ biến Barbie thành nàng tiên cá chính thức bắt đầu. Và ta sẽ bắt đầu với mái tóc đỏ. Nhưng cần phải lập kế hoạch cẩn thận. Quá trời mẫu này. Được rồi, có đi rồi. Kế hoạch hoàn hảo. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Làm tóc cho em trước vậy. Ok, phải chải tóc thật mượt. Tóc tai rối lắm luôn ý. Nó đã ở đó bao lâu rồi? Bỏ ra, bỏ ra. Nó thực sự mắc kẹt rồi. Ôi, ít nhất cũng bong ra rồi. Cùng với tóc của em. Tệ lắm không? Ôi, chị rất xin lỗi. Đã đến nước này thì đành dùng biện pháp mạnh thôi. Sẽ sớm xong thôi, đừng lo lắng. Ôi không. Đừng căng thẳng, chị sẽ sửa cho em. Tớ mượn cái này nhé. Đó chính xác là màu chúng ta cần. Nhưng được không ta? Khoan, còn những sợi nhỏ này thì sao? Chuẩn. Con tóc rồi cả nhà ơi. Đúng thứ mình đang cần. Giờ thì gắn nó vào cái đầu chọc nè. Sẵn sàng. Ta-da. Giống như khâu cúc áo vậy đó. Em sẽ không thấy gì đâu. Mình còn khá nhiều việc phải làm. Xong rồi. Wow, mái tóc này phải đi quảng cáo rồi gọi. Coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Và sau mái tóc đỏ là trang điểm. Mình sẽ trang điểm thế nào ta? Có nhai đấy. Nhưng mình đang thấy có cảm hứng. Đã nghĩ ra cách rồi. Lung linh nào. Mình sẽ dùng những viên đá nhỏ này. Nàng tiên cá luôn tỏa sáng lấp lánh. Xinh dã man. Bạn đã bao giờ thấy đường trên tóc đẹp vậy chưa? Tớ thì chưa. Tuyền của mèo. Mình có thể gạch nó khỏi danh sách. Trang điểm xong rồi cơ à. Đến bước thứ ba. Áo ngực nàng tiên cá. Ngồi xuống và ngắm cảnh đi. Này Savi. Jeremy, cậu giúp tớ nhé. Cậu hãy dùng vỏ sò làm áo ngực. Ý tưởng tuyệt vời. Tớ phải đi kiếm mới được. Chuẩn không cần chỉnh. Vừa đúng cỡ luôn nhé. Xong và xong. Sau số 3 là số 4. Đuôi màu xanh. Tìm ở đâu được bây giờ? Mình tìm kiếm bằng đôi mắt nhỏ. Xanh. Cần gì tiện hơn được cơ chứ. Cảm ơn nha. Đã đến lúc bào phô mai. Đồ bào đâu mất rồi? Savi! Con xin lỗi, nhưng con cần thứ này hơn mẹ. Thứ này tuyệt hơn mấy miếng phô mai nhiều. Wow, kim tuyến lấp lánh kìa. Vậy màu xanh lá cây nè, baby. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Ding 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 ding. Dùng được nè. Giúp nàng di chuyển thướt tha. Chị rất thích. Đẹp xỉu luôn. Hả? Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Một cái gì đó thật sang chảnh. Mình thích ngọc trai. Chúng đến từ biển phải không? Wow, xinh quá. Chúng ta đang đến rất gần rồi. Em xinh đẹp lộng lẫy.
quả là một màn lột xác đỉnh cao. Chẳng chắc chị mệt đến vậy. Hãy chơi trong bể khi chị nghỉ nhé. Chúc ngủ ngon. Biết gì chị là Barbie giống như em. Chà, muốn thì cũng được thôi. Ông bà là Sigur Sim Salabin. Hocus Pocus. Chào thế giới. Mình ngủ như khúc gỗ. Chào Savvy. Cái gì? Em có thật? Vâng, bây giờ em sẽ giúp chị trở thành như cá. Bắt đầu từ khuôn mặt này. Đợi chị một chút nha. Phương pháp rất thú vị, em có thích không? Hắn là đặt hàng một chú hề. Nhiều quá à. Kim tuyến thì sao? Chị cứ tin tưởng em nhé. Được rồi. Wow, chị chưa bao giờ thấy đẹp thế này. Không có gì. Được rồi, công đoạn trang điểm đã xong. Mình phải chăm sóc mái tóc này. Chị rối nhiều quá nè. May là mình không có kế hoạch. Được rồi. Chị sẵn sàng chưa? Hình như mình trẻ quá mạnh. Không cần phải nói. Ai đó giúp tôi với. Làm nó quá bài. Ôi, chị có một ý tưởng. Tốt, mẹ đang ngủ. Chị đang vào. Được rồi, bye mẹ nha. Ai đó? Đây mới gọi là tóc của nàng tiên cá chứ. Nhỉ? Chị giống hệt em rồi. Thì gần giống. Chị còn thiếu gì nữa? Chị quên mất đôi chân con người của mình. Nhưng làm sao để có vậy? Thật ra rất đơn giản thôi. Làm toán đi. Tất nhiên rồi. Nó rất đơn giản. Chuẩn bị nào Jeremy. Chị vào này. Được rồi. Hy vọng tớ cũng trở thành người cá. Sẵn sàng rồi. Wow. Nhưng hình như không có tác dụng với tớ. Ôi, chân của tớ đáng thay đổi. Wow, tớ là người cá rồi. Wow. Mình phải làm quen với những điều này. Được rồi, đi bơi thôi. Nước thế nào? Hoàn hảo luôn. Muốn bơi cùng chị không? Chị đang tìm người cá để cho cùng. Ôi, mình không biết mình đang ở trong vùng bắn nước. Quay không? Mất Barbie rồi. Cứu em. Đừng lo, chị sẽ giúp em. Sau đây là trận đấu tiên cá. Và đây là giải thưởng bí mật. Vòng 1, chiến. Kéo búa giấy. Được rồi, hẹn ăn đấm này. Úi da. Cậu cần phải tắm rồi đấy, cưng ạ. Ôi trời. Không. Yeah, tớ thắng. Phần thưởng đấy. Cảm ơn. Một cô bé sao? Con chào mẹ. Ôi trời, mình đã quên mất lời thề là mẹ. Mừng con về nhà con yêu. Ôi, wow, tuyệt. Ê, cá mùi như cá. Ôi, đi khám phá lãnh thổ thôi. Ôi, mình biết tên này. Xin chào chú cô ạ. Hãy chia sẻ công thức món Krabby Patty. Gai nhọn quá. Ôi, wow, búp bê xinh xỉu. Mẹ ơi, sao bạn ấy lại có đuôi? Chơi thế đủ rồi, mẹ lấy đồ ăn nhé. Lạ quá. Oh wow, đồ chơi lạ quá. Được rồi, thực đơn hôm nay có gì nào? Bánh rong biển nè. Hoàn hảo, con gái cưng sẽ thích món này lắm. Có bữa tối rồi. Chuyện gì thế này? Mẹ nhìn này. Wow. Đừng lo con yêu, mẹ sẽ giúp con. Mẹ ơi, con không thở được. Xong, ok. Ăn thôi. Yeah, con đang đói như kinh con. Eo ơi, nhìn thấy ghê quá mẹ ơi. Khiếp. Chẳng ngon gì cả. Không ăn cỏ đâu. Uống được đi con yêu. Vâng ạ, mình phải rước miệng sau khi ăn cái món này. Cái quái. Khiếp. Cái gì vậy? Thế ghê quá đi mất. Em ơi. Úi, nước muối. Để tới cây. Nhìn nè. Đừng có lo, bông hoa đi ngủ rồi. Ok, con cũng ngủ nhé. Trong này tối quá à.
Đây là gì? Ai đấy? Ôi không, nó đang đến. Chào cô bé đang ngủ. Đồ chơi này con. Hả? Con xin. Con yêu ngủ ngon. Ôi giời đất ơi, nơi này kỳ quặc quá. Ôi thay tôi, tiếng gì vậy trời? Ôi không, nó phát ra từ phòng tắm. Ôi không, có người kêu cứu. Hả? Ôi thần linh ơi, mẹ ơi, sao mẹ lại xế chân nhỉ? Ôi, trời con. Mẹ, mẹ làm gì thế hả? Mẹ đang sấy tóc thôi, mà tóc mẹ khô rồi. Chà, vậy được rồi. Mờ ám lắm luôn. Mẹ cư xử rất kỳ lạ. Phải tìm ra xem mẹ thực sự là ai. Mình sẽ trở thành thám tử nhí. Ok, tại sao mẹ lại sấy khô chân? Và tại sao mẹ chỉ uống nước muối? Việc này không dễ như 2 + 2. Giờ nếu chúng ta liên kết các manh mối. À, đúng rồi, mẹ mình là cá. Bí ẩn đã có lời giải. Hoàn hảo. Đây là gì? Ôi, cuốn sách nhìn cũ quá. Wow, đây chắc hẳn là ảnh ở trường của mẹ. Ôi. Đúng là đồ mặt sách. Ôi, mẹ đây á? Không đây nào. Sao mẹ buồn thế? Tiên cá dở hơi. Không thích tiên cá. Tiên cá ngốc nghếch, lập dị. Tiên cá. Nhưng tiên cá không tồn tại trong đời thực. Mình phải kiểm chứng mới được. Ôi, cái quái gì thế kia? Không tin nổi mắt mình nữa. Mẹ thực sự là tiên cá. Úi giời, con bà. Tiên ngay mà, trời đất ơi. Không như con nghĩ đâu. Thế này con bé sẽ không yêu mình nữa. Thật tuyệt vời. Sao mẹ có thể giấu mình bí mật này? Mình là con gái của nàng tiên cá. Wow, mình mê tiên cá. Mình muốn làm tiên cá. Và biết cách rồi. Mình đã có kế hoạch biến hình đặc biệt. Ok, bắt đầu từ tóc tiên cá. Mình sẽ phải làm tóc như thế nào? Nghĩ thế nào? Úi da. Ôi. Wow, mình làm tóc búi xinh nè. Gì nữa? Gì đây? Lại gần để xem. Tuyệt, lặn xuống dưới nước thế nào. Wow, dưới này có nhiều đồ trang sức quá. Đến lúc đi lặn rồi. Wow, mình là nhà thám hiểm đại dương. Trời. Yeah, vớt được một mẻ đây. Mình đúng là thợ săn kho báu. Wow, kiểu tóc mới của mình quá đỉnh. Kẹp tóc kiểu tên cá xịn xa ghê. Xinh, gì nữa? Ôi, mình nghĩ ra rồi. Con gái mình ghét mình. Đúng thứ mình đang tìm. Con xin lỗi mẹ. Con mượn quần tất của mẹ một lát nhé. Yeah, eo ơi, khiếp. Hoàn hảo, mình sẽ cần nó để trang điểm. Trước tiên phải đội lên đầu. Nhìn mình như tên cướp. Mình cướp của mẹ mà. Mình sẽ dùng bảng phấn mắt này. Chọn màu xanh da trời nè. Màu này rất hợp cho vảy cá. Này, trông mình cũng giống avatar. Vậy là xong rồi. Tháo nó ra nào. Tuyệt, trông mình giống hệt mẹ. Vảy giống như thật luôn. Gì nữa ta? Mình cần phải thay quần áo. Ôi, mình có một ý tưởng. Tìm thế này ở đâu nhỉ? Ôi, mà chờ một chút. Tìm kiếm theo phong cách xoay tròn. Ôi, áo bằng vỏ sò đẹp quá đi. Mình cần nó. Ô, tiếng gì vậy? Ôi trời, xe cái váy mất tiêu. Ôi, úi giời, con bạch tuộc. Ôi, không sao cả. Mình có thể sửa bằng trang phục mới. Mình giống như công chúa thủy cung. Lựa chọn hoàn hảo. Ôi, mẹ ơi. Mình làm gì với đôi chân đây? Ôi không, kiểm tra kế hoạch xem sao. Ok, được rồi. Ôi, mình cần cá đuôi. Wow, mang bọc thực phẩm. Vừa đúng lúc luôn anh bạn. Tiếp tục làm thử căng điên giờ thôi. Ok, mình sẽ quấn màng bọc chặt vào hai chân. Đó, mình sẽ là xác ướp tiên cá đầu tiên.
Chà, có lẽ là đủ rồi. Giờ thì kiểm tra kết quả. Vẫn còn thiếu cái gì đó. Mình cần chút màu sắc. Wow. Mình có một ý hay. Xin lỗi búp bê, tại chị đang cần gấp. Wow, đua tiên cá tuyệt đẹp. Màn lột xác Ariel của mình thành công hơn cả mong đợi. Vậy là sẵn sàng rồi. Chờ ta nhé vương quốc biển cả. Để mẹ giải. Wow. Con yêu, đẹp xỉu. Con mới làm nàng tiên cá giống mẹ. Mẹ sẽ biến con thành tiên cá thật con yêu. Đeo vào rồi con sẽ trở thành tiên cá chính. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đợi con một xíu nhé. Wow, thích mấy thứ này ghê. Thật tuyệt khi mình là tiên cá. Cảm ơn vòng cổ ma thuật. Chứ vòng của mình. Chứ không sao đâu. Ôi không. Khoan, tay mình đang biến đổi nè. Cái gì? Chuyện gì vậy? Ủa gì? Chân sao? Ôi, toang thật rồi. Mình không muốn biến thành người đâu. Phải sửa lại thôi. Mà mình có đủ rồi. Keo. Một giọt keo là đủ để làm. Giờ mình sẽ nối các mảnh lại. Mong là thành công. Tuyệt. Hả? Dính mất rồi. Cố lên. Gần được rồi. Tuyệt. Y như mới. Thử luôn xem nào. Mình sẽ được làm tiên cá lần nữa. Hả? Không được nè. Hay là hết pin hay sao ấy? Ôi, con bị làm sao thế? Buồn quá đi. Mình sẽ chẳng được làm tiên cá nữa. Hả? Gì thế này? Để xem nào. Gì nữa? Đúng thứ mình cần rồi. Chuẩn đét. Mình biết phải làm sao nè. Chà, có gì trong danh sách nhỉ? Hình như mình cần bắt đầu với việc trang điểm. Nhiều muộn quá trời. Giờ nặn nào. Nhiều nhăn quá. Nhưng đã cái nư ghê. Có vẻ nặn được hết rồi. Da mình sáng bừng luôn. Thế mới ổn chứ. Và mình biết phải làm gì với cái này. Mình sẽ thêm chút nước vào ly. Thế này sẽ ổn áp đây. Ôi, suýt thì mình quên. Mình cần ống hút. Sẵn sàng rồi. Nặn mụn là mình mệt cả người. Món mình thích nè. Gì đấy? Bọt biển mọc trên cây hả? Lạ thật. Dùng nó được đấy. Chỉ cần mở ra thôi. Mình sẽ giống như kẻ cướp nhà băng quyến rũ. Còn một thứ nữa. Hả? Không có gì. Kỳ cục vậy ta. Rồi sao? Mình có ý này. Cưng là của chị. Mong là không ai thấy. Đúng rồi, chị đang cần nã. Cứ ngăn cái gì vậy? Kệ đi. Vậy là được rồi. Lung linh lấp lánh luôn. Mình sẽ rắc nó lên mặt. Như thế này. Gọi tớ là nàng kim tuyến đi. Và bọt biển sẽ để lại họa tiết. Y như vảy cá luôn. Một tẹo nữa. Vậy chắc ổn rồi đó. Bỏ cái này ra nè. Không cần kính nữa đâu. Ôi, tuyệt. Chú mỏ nào. Hoàn hảo. Ai cần son môi chứ. Ôi, hát hò thôi nào. Nó luôn làm mình thấy thoải mái hơn. Mình đang cần luôn á. It's me, hi, I'm the problem, it's me. A tea time, everyone agrees. Wow, đầu tôi. Đau quá. Mình có cách nè. Đúng thứ mình đang tìm luôn. Lược của mình. Mình muốn kiểu tóc mới lâu rồi. Mình chán kiểu cũ quá dã. Màu hồng này hợp với mình nè. Các nàng tiên cá khác sự kinh tị cho xem. Chuẩn rồi. Thích quá đi. Hoàn hảo. Giờ sao? Mình trang điểm xong rồi.
tóc thì quá là chất. Mình cần quần áo mới, nhưng phải có trợ giúp. Làm thế nào để có đuôi tiên cá đây? Vậy trông có vẻ đủ rồi. Thử xem nào. Mình sẽ để túi ở đây. Thấy Nemo rồi. Mình đã có vảy và vài cái vỏ sò. Vậy là đủ rồi đó. Giờ mình cần lắc một cái. Phải trộn hết lên luôn. Thêm cái nữa cho may nè. Vậy chắc đủ rồi đó. Giờ mình phải nhảy vào túi rác. Có khi đây là kiểu thời trang mới cực hay. Bộ siêu tập rác. Mong là ổn. Lắp một cái nào. Xong. Ta-da. Tốt hơn rồi đấy. Hả? Có gì sai sai á? Sao cái này lại ở đây chứ? Mong mình trông thế này sao? Úi, ngớ mất rồi. Vậy mới chuẩn chứ. Mọi thứ đã ổn thì áp rồi nhá. Tuyệt. Ouch. Ouch. Oh. Đây rồi này, mình đã thấy em. Em sắp được về nhà rồi. Chị sẽ cứu em bé à? Được rồi. Nói a nào. Giờ trắng như tuyết thật rồi. Xong, mình đã sẵn sàng chinh phục đất liền. Chờ chút nào. Cái gì vậy? Đây không phải ảo thuật đâu nha. Sao cưng lại ở đó? Ai đặt salad hải sản thế? Lại đây nào. Hả? Cái gì? Tín hiệu từ Poseidon nè. Đúng thứ mình cần rồi. Đã đến lúc tìm kiếm kho báu. Ew. Sao nhiều thế? Ổn rồi. Hình như còn một chút ở mũi nhờ. móc được thêm màu xanh nữa nè. Eo ơi. Ôi không. Jimmy. Tớ xin lỗi nhá. Cậu nói sao cơ? Hồn á. Ouch. Nữa trời. Lại đây nào. Đến lúc tỉa bớt rong biển rồi. Ouch. Thử lần nữa nào. Nhột nhột sao ta. Xong xuôi. Sạch trơn. Wow. Còn cái này thì sao? Còn dài hơn râu của Jason Momoa nữa. Tuyệt quá. Mình xinh quá trời luôn. Yay. Ouch. Ôi trời. Rậm rạp như rừng Amazon á. Ôi, phải triển ngay thôi. Không, mình cần kế hoạch hay hơn. Đúng rồi. Tuyệt. Làm ảo thuật với lọ kem này nào. Chắc mình sẽ cần cả xô luôn. Giờ đến lượt dao cạo. Cẩn thận đấy, cực kỳ sắc luôn. Xong. Yay. Sạch bong sáng bóng mắt mẻ ghê. Mặt mới hả? Mình có thể chọn luôn á. Cái nào được nhờ? Cái này chuẩn nè. Giờ ịn vào mặt nào. Bắt đầu. Không ghê tí nào luôn. Sẵn sàng xem chưa nào? Nữ hoàng đại dương và TikTok tới rồi đây. Tớ đó. Nào. Mình cần kiểu tóc mới. Mình có kế hoạch nè. Ôi không. Phải hành động nhanh. Đây. Sửa lại tóc thôi. Nói thì dễ hơn làm. Không hiệu quả rồi. Mình cần kế hoạch mới. Mình cần kế hoạch mới. Bà làm gì ở đây? Louis.
gì? Cần chai xịt tóc này không bé? Cảm ơn. Để coi. Oh, bye. Ok. Túi à. Ouch. Sao nữa? Yeah. Tỏa sáng như cá lồng đèn. Tớ nhại lại một bài hát nổi tiếng ạ. Tớ sẽ là công chúa mà chỉ cần vài cái bấm thôi. Tuyệt quá. Bye bye. Oh. Khoan, mình là thủy thủ quái vật hay gì thế? Phải sửa lại thôi. Hả? Ơ? Ôi trời, đúng là cá. Cái đầu cứng đầu. Được rồi. Hiệu quả như thần luôn. Mình là thiên tài hả ta? Khỏi phải trả lời. Ew. Mùi gì vậy trời? Hình như mình có vấn đề với lông cơ thể rồi. Ew. Xử lý thôi. Đây là đoạn ASMR của video. Hãy ngồi xuống và tận hưởng chương trình nha. Chân của mình sẽ hoàn hảo luôn. Đuôi chứ. Được rồi này. Làm được rồi. Xong. Cái gì đấy trời? Cứ đợi đó. Dọn nào. Cưng. Lại đây với chị. Mình hơi bị giỏi luôn đó. Ew. Chào nhé bạn nhỏ. Mình sẵn sàng rồi. Mình quá đỉnh luôn. Có gì thiếu thiếu ở đằng sau ạ? Cười, ta có cái này cho cậu này. Hả? Được rồi. Wow. Mình cảm thấy giống cá trên cạn vậy. Mình đến đây. Xin lỗi. Tớ bảo ta có cái này cho cậu. Gì? Tụi mình thử một phát nha. Yeah. Thử một phát nào. Boom. Nào. Càng nhiều kim tuyến càng đỉnh chót nè. Yeah. Từng miếng một. Lắc nào cá chích chi. Xong. Khoan, giày đẹp dữ. Wow, thử luôn cho nóng. Mang giày thế này hả? Yay. Mình biết cách rồi nè. Tuyệt, vậy là xong nha quý vị. Ok là. Ew, nhìn muốn sởn da gà. Ew. Phải rửa chân cho sạch thôi. Sao mà tiện thế không biết. Chà chân thật là kỹ nè bà con. Giống như hồi mình bước đi trên vỏ sò vậy. À không, bơi trên vỏ sò chứ. Giờ rửa hết xà phòng nha. Mình có thể dùng tay để rửa cho nhanh. Nhưng mà như vậy mới vui chứ. Yay. Quá sạch. Tiếp theo. Boom. Người bảo vệ đại dương và bầu trời, hãy cho con sức mạnh của người để đánh bại kẻ thù. Con xin cảm ơn người. Người nhớ cho con được. Xinh đẹp nha. Yay, thành công rồi. Mua.
đến lúc bắt con cá thấy ghê hồi nãy rồi. Đi nào, bình tĩnh, từ từ. Và này chàng trai. Em đẹp quá đi. Lại đây nào. Anh bị bỏ bùa rồi hả? Hôm nay là ngày tập vẩy tại phòng gym. Nuột nà quá nè. Thôi, xong rồi. Đưa khăn tắm cho tôi. Ướt sũng luôn rồi. Ghê quá. Cậu ấy cũng là thiên cái kìa. Kiểu gì chẳng có người dọn cái này. Khăn ướt. Ôi, đừng ở đây chứ. Cậu giống tớ kìa. Tớ là nàng tiên cá. Nhưng thuộc hạng xinh đẹp cơ. Brit, cậu cũng có tiên cá. Không, mình tớ là tiên cá thôi. Cậu ta là con cá. Khoan. Chắc chắn là con cá bị mắc cạn. Kéo người lên đi nào. Mình cần lau khô người. Chắc là sẽ lâu đấy. Chẳng ăn thua gì cả. Lần nào. Này, lâu dã man. Màn biến đổi thần kỳ đây. Yeah. Xin lỗi Britney chuyện lúc nãy nhá. Mình làm lành nhá. Kể ra cậu ấy cũng tốt. Sao kỳ vậy ta? Gì đây trời? Đi kiểm tra xem nào. Yeah, mình sẽ nhúng nó vào nước. Hả? Đồ xấu xí á? Sao cậu ta quá đáng vậy chứ? Trời biết tay nè. Không nghĩ cậu như thế đấy. Sao vì Britney đâu đáng bị như vậy. Vì nó mà mắng tớ. Mình sẽ cố gắng trở nên xinh đẹp. Đây là cách nhanh nhất để được như vậy. Mong là các bạn đang không ăn gì. Wow, quán ngọc trai đó sao? Wow, vậy thì bóp hết luôn. Quả báo nằm ở những cục mụn mình bóp nãy giờ. Làm gì với đống này nhỉ? Khoan, đúng rồi. Hả? Làm vòng cổ như quả xa đi. Có chuyện gì vậy trời? Wow, xinh như thiên thần. Chào Pete. Wow, Britney, thay đổi nhiều quá. Ra vòng cổ này. Wow. Hả? Cậu thật xinh đấy. Mình phải ra tay thôi. Yeah, để đây nè. Ở yên nha. Chào Sivy. Chào. Ướt chân váy rồi. Cậu sắp biến thành con cá rồi. Hả? Chống thấm nước đá. Wow. Hả? Hình như mình yêu mất rồi. Cả lớp, hôm nay thầy kiểm tra dự án. Ôi trời, biển cả ơi. Cậu giúp tớ làm dự án với. Không sao biết. Có cả tuần mà cậu không chịu làm. Rất thẻ à. Xin lỗi. Lại biến về tên cá rồi. Chào. Cậu có bị vẻ đẹp này thôi miên không? Đưa bài của cậu đây. Thế thì cậu sao gì à? Cảm ơn. Làm video này thật cháy nào. Chuẩn bị nè. Và boom. Savvy, tốt, à không. Tốt lắm Savvy. Ôi, để quên ở nhà. Savvy, cậu giúp tớ một việc được không? Gì? Gì nhỉ? Ghét. Mình nghe thấy cúp đê. Bắt tay vào việc nào. Britney, dự án của em đâu? Dạ, đây thưa thầy. Beep, cứ bơi tiếp đi, bơi lội tung tăng.
Brittany, quả là rất thú vị. À, cậu cộng. Ôi. Oh yeah. Trời, cái con nhỏ. Năng nào. Này Savvy, đến dự tiệc đó nha. Yes. Oh. Này Pete, cậu có muốn đi tiệc với tớ không? Thực ra thì Savvy, tớ đã tính dùng người khác rồi. Này. Này. Ủa? Hả? Hả? À, hết sạch rồi. Hả? Để tớ giúp. Đừng lo lắng nhé, tớ sẽ dùng phép thuật tiên cá. Hát hai ô đang đến nè. Thế không? Wow, cảm ơn cậu. À, trong này nóng quá. Thế, cậu có sao không? Không sao mà, để tớ giúp cậu nhé. Wow, Brittany, cảm ơn cậu. Phải biến hình thôi. Wow, làm tiên cá cũng hay quá ta. Chuyện gì vậy trời? Tôi. Oh, Pete, khoan, tớ chỉ muốn giúp thôi mà. Brittany. Nào Brittany, tặng cho cậu chú ốc nhỏ xinh. Tử vi cung xong ngư bá đạo ghê. Ốc sen nhỏ, em sẽ là bé bông. Này Brit, giúp tới được không? Chào Pete. Gì thế? Hay đấy. Cậu biết cách xử lý mụn không? Cả. Đứng im nhé. Bé bông sẽ giúp xóa mụn. Cậu làm gì vậy hả? Yêu ơi, cậu đang làm gì thế? Hả? Chỉ là ốc thôi. Giúp xóa mụn tốt lắm. Chờ một chút, biến mất rồi. Wow, cảm ơn Brit. Bồ của mình. Ngày mai biết tại chị. Ngày hôm sau. Váy này xinh xỉu. Hôm nay trời cũng rất đẹp nữa. Váy xinh quá nhờ. Cảm ơn cậu nhiều nha. Bà ngoại tặng cho tớ chiếc váy này đấy. Và nó rất đặc biệt với gia đình tớ bởi vì... Nói tiếp đi. Cậu hiểu gì tớ chứ? Được rồi, bye Brittany. Tạm bye. Biệt. Hôm nay cậu ấy thật tốt. Không. Xấu hổ chết mất thôi. Đúng rồi. Cũng người mới tha mà, tận dụng luôn chứ. Chỉ cần chiếc túi này. Và oh, you like that, you gonna like that, ta da 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 da. Không. Nhìn chị mà học hỏi đây này. Ôi không. Cậu làm sao hay vậy? Đừng cuống lên Savvy, bình tĩnh nào, tớ dạy cho. Sao lúc nào cậu ấy cũng tốt với mình. Ôi. Wow, Brit, nhìn cậu xinh dã man. Thế à? Mà này, cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé. Món quà cho sắc đẹp tiên cá. Wow. Không cần khách sáo. Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu có muốn làm bạn cặp dự tiệc không? Ôi, có. Ôi Pete, cậu biết cách làm con gái bất ngờ đấy. Tuyệt, gặp cậu ở bữa tiệc nhé. Bye nha. Mình sẽ là cô nàng xinh đẹp nổi bật nhất trong trường. Váy xinh đấy Brittany. Mình cũng muốn nó. Giống nhau như Đức nè. Đến chưa ta? Cháy. Giống như nàng công chúa vậy. Tim mình đang loạn. Hey bro, đi thôi. Mình sẽ đi lấy đồ uống gì đó. Yeah. Đây, cầm lấy. Xin lỗi, tớ phải đi đây. Bạn tớ đang đợi. Thế lên, Brittany ơi. Pete. Savvy. Pete. Savvy. Sao cô ta? Không, mình lại xấu xí rồi. Ôi, nhìn con chán quá. Nhưng làm sao con xinh đẹp được như mẹ? Đeo bằng cổ rất đẹp đi. Con cần nó hơn mẹ mà. Mình đã tuyệt đẹp rồi. Mình xinh đẹp nhất trường. Xin lỗi, sao tớ yêu Brittany. Đi thôi. Chờ đã, tớ
xinh đẹp mà. Bỏ mình sao? Này, em có muốn đi bơi không? Có ạ. Đi nào.